Thưa ông, cho tôi chuột sợi dây chuyền. Đâu, đưa giấy coi. Sợi dây chuyền một lượng 36.000 đồng. Ngày 17 tháng 3 năm 1970. Hôm nay là ngày 18 tháng 8. Giấy này đã quá hạn rồi mà còn chuột cái gì? Dạ thưa ông chủ, mới trễ có một ngày. Xin ông chủ chăm chế cho. Đã trễ thì một phút một giờ cũng đã trễ. Ở đây tôi cho hạn quá 5 tháng bắt đầu là rộng rãi lắm rồi. Ông chủ nói vậy, chứ nhiều chỗ quá 6 tháng mới mất. Dạ xin ông chủ. Nói vậy sao hôm trước cô không đem chỗ khác cầm mà bu đến tiệm tôi? Thôi cô gian ra cho tôi mừng ăn. Dạ xin ông chủ thương, tôi còn có một chút làm của. Hồi trước tôi sắm tới 100.000 đồng lần. 100 hay là 120 gì mặt cô? Cô 100 cầm một chục để quá tháng mất là thường. Mời cô về đi. Thưa ông, tôi chuộc cây đờn vô lông. Đờn vô lông 10.000 đồng, 4 tháng tiền lời 18.000 đồng tất cả. Hả? Thưa ông, sao lại 4 tháng tiền lời? Vì 3 tháng 2 ngày là tiền cầm đồ của cô, mà 4 tháng tiền lời của tôi. 2 ngày mà ông tính 1 tháng. Thiệt, ông là người quá rộng rãi. Nè nè nè, cô đừng có nói móc nha. Cô đến đây này nỉ cô cầm, chứ không phải tôi đến nhà cô tôi xin cầm. Nè, đờn da lông của cô nè. Cảm ơn ông. Chẳng hay ông năm nay được bao nhiêu niên kỷ? Cô hỏi tuổi tôi chi vậy? Trù ẻo hả? Dạ, để tính coi ông còn sống được bao nhiêu tháng nữa. Ê, tôi về mà sao cô dám trù tôi còn sống mấy tháng nữa? Dạ không, tôi nói mấy tháng là mấy chục năm đó. Mấy chục năm thì nói là mấy chục năm, chứ tại sao lại là mấy tháng? Ông nói vậy chứ tại sao 2 ngày tiền lời mà ông tính là 1 tháng? Chào ông mà. Xì, cái đồ ò e mà mày đặt cầu cao. Cảm nhận à? Cảm nhận. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Dạ, ba kêu con. À, cậu kia, cậu muốn cầm gì mà thục lo đó? Dạ tôi chứ không phải chó. Tôi hỏi cậu làm gì cậu ngớ ngẩn vậy? Ba, anh này ảnh ở phố đằng kia kìa, ảnh có tật lắng tay đó ba. Cậu muốn cầm đồ phải không? Dạ không phải. Dạ tôi đến để... Để làm gì? Dạ để cầm đồ. Thiệt, đồ mắc dịch. Dạ, dạ tôi đâu có ăn cắp dịch. Dạ, tôi muốn cầm cái đồng hồ trái quýt đây nè. Đây, đây. Dạ đây nè. Đồng hồ này tốt lắm ông ơi, 35 ruby, vỏ phọt 18 cách to cara. Đồng hồ trái quýt gì mà 35 ruby, vỏ phọt 18 cách to cara là sao? Dạ chắc là anh nói vỏ inoxy đáp đó ba. Đâu ba coi thử tốt không ba cầm giùm ảnh đi ba. Đồng hồ gì mà xét ăn hà ăn gì mà cầm gì. Đây nè ông ơi. Dạ. Chí, đồng hồ này mà cậu cho tôi còn kêu lính bắt nữa. Dạ. Dạ ông chủ nói đúng á, đồng hồ này mắc lắm. Dạ đây này ông nghe coi, cái tiếng của nó kêu như gõ mỏ vậy, tốt lắm. À tốt quá ha. Dạ. Kêu như giả gạo vậy mà tốt nè. Thôi, cậu làm ơn đem về treo vàng bếp cho tôi nhờ. Dạ thưa ông chủ, thì tôi báo rằng tôi mấy cái xuân thì nó tới pro căng tơ mấy lần dòng cho xe lửa xe tăng càng qua càng lại cũng không có hề gì. Nếu thế thì anh hãy đem về mượn thợ đèn lúc đó nhắc bên để đem đi tặng mấy ông chiến bảo tàng. Cô báo vàng thì ông đừng có trả giá, cam đoan rằng không chạy trước chạy sau. Nếu khi nào ông muốn đi đâu, ông chịu khó ông dặn dặn thì nó chỉ ngay đúng giờ. Thôi 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 đi đi. Đồ mắc dịch, làm bộ làm tịch thế mà. Cấm nhung à? Dạ. Lại biểu con. Dạ. Đi mua cho ba anh chai quý kia coi. Dạ thưa ba. Dạ con làm sổ chưa xong, để con mượn anh Tư đi mua cho ba nha. Con phải đi mới được, thằng Tư nó biết rượu gì mà nó mua. Dạ thôi được rồi, thôi để con đi.
Con đi nha ba. À, đi đi con. Cái đồ chết bầm, con đâu có được qua mắt được ba. Thiệt đúng ngay chốc, cũng cái thằng mắc dịch đâu còn liên lạc với nó mà. Ông đọc cái ngữ gì mà cái mặt ông nhăn nhăn vậy ông? Ba. Dạ. Bà dạy con bằng cách nào mà bây giờ nó còn tiếp diễn đây nè. Cái gì? Thấy không? Cái... mở mắt lớn ra mà coi. Trời ơi, ai mà biết cái gì mà cái không rồi mới có ló mặt ra mà ông làm gì ông tấn công tôi dữ vậy? Cái gì thì cũng tại bà hết á. Tại tôi? Ủa mà tại tôi làm sao chứ? Có chuyện gì đâu ông phải nói cho tôi biết đầu đuôi rồi tôi mới biết chứ sao cứ mắng tôi hoài vậy? Thì tôi mời bà ra bà coi cái này rồi bà sẽ biết. Cái gì đâu coi. Đưa coi coi. Đó đó, ông đọc tôi nghe coi. Ủa? Bà làm đúng với tôi hay sao chứ? Tôi nóng rồi nghe. Trời ơi, có chuyện gì thì vợ chồng thủng thẳng bàn tính với nhau. Ông sao hở ra là tôi tướp vô họng tôi vậy? Thấy mà phát ghét. Chắc bộ thiếu men rồi à. Chứ không phải gì bà cứ tối ngày tém miệng ông dâu. Ông dâu, ông dâu, ông dâu gì? Tôi với ông xài một tháng mấy đồng mấy cắt ông nói ra đi. Nhung của anh, bệnh rau ruột của anh trở lại nặng hơn. Anh không thể chịu được nữa. Anh muốn gặp em một lần trước khi đến bệnh viện như lời em dặn. Nhớ em, hôn em, làm sinh. Hôn em, làm sinh. Xí, trời ơi, vậy mà nó dám hứa với tôi là nó không bao giờ nghĩ tới cái thằng đó nữa. Nè nè, tôi coi mọi quá trớn rồi nghe bà. Nói em nó hổn dại, nó không có nghe đâu. Bây giờ phải tìm cách tống cổ cái thằng hoa sĩ này đi mới được. Đâu được. Ông à, chỉ còn có cách là mình thí cho thằng đó một số tiền để nó âm thầm xa lánh con mình là êm chuyện mà. Tiền đâu mà cho lãng nhách vậy? Nếu ông tiếc tiền á thì thiệt gã bán Cẩm Nhung thằng kỹ sư nọ kể như gặp nhiều rắc rối rồi. Rắc rối? Cái nghề cầm đồ cho dai 100 thành 120 của mình kiếm được đồng tiền của đổ mà hôi xót con mắt chứ bộ. Dễ lắm sao mà cho tầm bậy vậy? Nếu ông không chịu á thì... thì sao? Thì con Cẩm Nhung sẽ mãi mãi còn dấn dương chuyện tình mơ lầm lạc cuối ban đầu với thằng quả sĩ lâm sinh lâm xiết gì đó. Như vậy làm sao ông gã nói cho kỹ sư? Rồi đây tôi bắt buộc nó phải quên thằng kia. Nếu không thì chúng sẽ biết tại tôi, nhất là thằng quả sĩ nghèo xác nghèo sơ. Ông làm vậy sẽ thêm rắc rối lụy phiền, không khéo con mình lại mang tiếng mang tay. Không có gì rắc rối và tai tiếng cả. Nè, bà biết không? Cái thằng kỹ sư của mình là dân Tây mà. Ôi, dân Tây, dân Tàu gì cũng vậy hết ông ơi. Hãy ông làm ngặt nó quá, cái thằng kia nó tức mình. Nó tức mình, nó đồn bậy bạ lên là xấu hổ. Mà xấu hổ rồi thì có dân Tây, dân Tàu nào dám cưới con mình đâu. À, bà nói có lý. Ờ. Để tôi suy nghĩ một chút coi. À, được rồi, tôi đã có cách, bà để ra tôi. Tây ơi. Dạ. Thưa ông gọi con. Nè, mày đến nhà bảo với họa sĩ Lâm Sinh nha. Nói ông tôi mời tới đây nói chuyện tại tiệm này nghe chưa? À, dạ. Nhớ không? Dạ nhớ. Đi đi, đi mau đi. Nè. Dạ. Nhớ kéo cửa lại cho khách khỏi vô nghe không? Dạ. Đây, rượu của ba nè ba. Con mượn họ khui sẵn rồi cho ba đó. Được rồi, con vào lấy ly đem ra đây cho ba. Ông, nhớ dỗ ngọt con đi chứ đừng nạt nộ nghe không? Tôi biết mà. Đây, ly của ba nè ba. Ừ. Gì đó? Lật lật kiếm của quý hả? Cái thơ trên tay má con kìa, phải không? Cảm nhau. Dạ. Tại sao con hứa danh dự với ba má là con quên cái thằng đó mà con còn nhận thơ của nó? Dạ thưa ba má. Ba. Dạ. Bà trả thơ lại cho nó coi bà. Nè, con đọc đi. Đọc đi rồi nghe ba con nói chuyện nha con. Nó đau phải không? Đã cái thân đói nghèo mà còn bày đặt đau ôm. Môi của đau sơ sơ mà đã mưu tính bòn rút gửi thơ làm tiền rồi. Nhưng dạ, con có thể so sánh coi cái thằng đó nó có giá trị gì với cái thằng kỹ sư Tân chồng sắp cưới của con không? Người ta học giỏi, thông minh, đẹp trai, ở Pháp mới về nữa,
còn ai hơn nữa mà con nghĩ tới cái thằng họa sĩ nghèo ngoạc đó làm chi vậy con? Còn lại ba má, xin ba má thương con, xin ba má thương anh ấy đang mang trọng bệnh trong cảnh túng nghèo. À, ba cũng tội nghiệp lắm, ba tính cho nó 30.000 đồng để trị bệnh đó con. Hả? Thiệt hả ba? Trời ơi, tới 30.000 đồng lận hả ba? Con biết không, má phải nói hết lời ba con mới chịu đó. Trời ơi, thiệt con không ngờ. Ba cho nó 30.000 đồng với điều kiện. Thưa ba, điều kiện gì? Là con phải tức khắc chấm dứt ngay chuyện lầm lạc ban đầu mà ước người mà cha mẹ đã chọn từ lâu, cho vinh vang với phố xá họ hàng. Ba ơi, con và Lam Sinh đã cùng nhau thề nguyện, yêu trăm năm về một mai lá hoa tim vàng, thì lẽ đâu con lại thay giả đổi lòng để mang tiếng đời là vô khó tham sang. Con à, con đừng có nói dại như vậy, gia đình mình đây lắm của nhiều tiền, nếu con yêu cái thứ sơ sát nghèo hèn thì nó đào mỏ lần lần và rút rỉa sạch trơn. Theo bà thấy chị Sư Tân thật là xinh đáng, nó có đi Tây nha, ôi thật quý thơ, ông cũng là nhờ bà má tích đức tốt tâm nên trời mới ban cho rể quý vô cùng. Thưa ba, theo ý con, tài không bằng ý đẹp và đi Tây không hẳn là kẻ chung tình, quý xin ba má cho con giữ cho quyền với một nghệ sĩ nghèo nhưng thật và yêu con. Biết tức cái mình con cái gì đâu mà khờ dại, chắc gia đình ta đã đến hồi phải quay. Ai đời có chồng kỹ sư mà nó không muốn, lại đi yêu thầm cái thằng thợ vẽ trắng tay. Mà con chết đi còn dễ hơn là phụ vàng, cầu xin ba má đừng có uy hiếp duyên con. Nếu con cái lời ba thì nó sẽ chết âm thầm vì không bạc, không tìm biết chữa chứng bệnh nan y. Má, xin má thương con. Má thương con cho con, nhưng mà con cũng không thể nào cãi lời ba con được. Ba, ba ơi, xin ba thương con và thương người nghèo hoạn nạn. Cẩm Nhung, con hãy bằng lòng đi con, bằng lòng đi cho cái thằng đó nó có tiền nó trị bệnh, mà con cũng có được một tấm chồng để đáp đền chữ hiếu. Gì vậy? Chứ con đừng có để cái cảnh này ba mày mắng chửi tao hoài, làm sao mà tao sống được. Ba khổ lắm con à. Nín! Ba già nín chứ. Khóc hoài, già rồi. Nè, ba đã cạn lời với con một lần chót, và bây giờ chỉ còn hai lẽ giản dị. Một là con được tấm chồng sang cả, mà cái thằng kia nó cũng có tiền trị bệnh rồi kiếm vợ khác làm ăn. Hai là con trả hết nữ trang cho ba má ngay bây giờ, nghe không? Rồi con bỏ cha mẹ, con theo nó vô trong nhà thương thí á, cho tới ngày nó chết khổ, chết nghèo ở trong nhà xác á. Ba, ba ơi, con không thể. Cẩm Nhung, nếu con cãi lời ba má, tức là con đã gián tiếp giết chết nó vì chứng bệnh nan y đó Cẩm Nhung à. Trời ơi, nó dám cãi tôi chứ. Được rồi, hột sọt đâu mày trả lại tao. Trả lại, trả lại tao. Trả lại hết cho tao. Bây giờ mày chịu không? Phải không? Mày không chịu là mày chết cho tao. Đây nè, con cầm 30.000 đồng, chút nó lại, thấy vô mặt nó. Trời, trời ơi, 30.000 đồng, 30.000 đồng để thay chồng đôi vợ, để mua bán tình thương, giết chết lòng người phá nát nghĩa keo sơn. Khổ tâm con lắm, ba nợ nào khó cho con phải hành động. Dẫu phải xa nhau cho vừa lòng cha mẹ, con cũng không thể chán trường làm một việc phi thường. Cẩm Nhung, nếu như con thương mẹ thương cha thì con hãy viết thơ kèm theo với số bạc này, con đừng thèm gặp mắt nó làm gì. Không có nói nhiều nữa. Nè 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 nè, giấy nè, viết nè, mực nè, con hãy viết liền một bức thơ.
con. Con viết đi con, viết vắn tắt vài lời thôi ha, rồi con ẩn mặt vô trong đi, để đâu má. Má đưa đi. Tiền với đưa thơ cho cũng được. Viết đi. Viết đi con, viết đi nè, cầm viết đi con. Con phải viết làm sao đây? Thì bây giờ con cứ nói thẳng nè, kính anh Lam Sinh, tôi không yêu anh nữa, chấm dứt rồi hết. Viết đi. Viết đi con. Viết đi rồi má thương con. Tôi không yêu anh, hết, chấm dứt rồi xong. Má ơi, má đừng giận con. Sao vậy? Con sẽ nghe lời ba má. Đó vậy má thương con. Con viết đi. Viết đi. Gì khóc hoài vậy? Ôi nước mắt dân tràn mi khi viết câu đoạn nghĩa bội tình, những lời vĩnh biệt từ ly. Đừng buồn con, viết đi con. Trời làm cho đưa coi coi. Ờ thôi về cũng tạm được ha. Tôi tới kìa, mau đưa vô trong bà. Đi, nghe nói nè. Cái gì? Hãy cầm tiền và mảnh giấy này đem vô cho nó mau đi ha. Rồi một lát là mình đưa cho nó. Bà đi đi. Đi con. Kính chào ông. Dạ chào cậu, mời cậu ngồi. Cảm ơn ông. Cậu Lam Sinh nè, tôi mời cậu qua đây cốt để nói ngay cho cậu hiểu là con gái tôi nó không còn lầm lạc yêu cậu như trước nữa. Và tôi sắp gả nó lấy chồng, mà chồng của nó là một kỹ sư ở Pháp mới về. Nhung sắp lấy chồng. Cậu mừng cho nó chứ. Đây, cậu hãy coi hình vị hôn phu của nó đây, xem đi. Và đây là những dòng chữ đề tặng con gái tôi. Kính mến tặng Cẩm Nhung, vị hôn thê yêu quý của anh Trịnh Đình Tân. Cậu thấy không? Dạ, cảm ơn ông đã cho xem. Dường như cậu không được khỏe, cậu cần uống chi không? Cảm ơn ông. Chào ông. Khoan, tôi tưởng cậu nên bình tĩnh ngồi nán lại mà nghe tôi nói thêm. Tôi tưởng người tự trọng như cậu thì phải hiểu chuyện yêu đương không bao giờ có thể có giữa người sang với kẻ khó. Vậy cậu đừng nên gặp mặt con Nhung của tôi nữa nha. Vâng, tôi xin rời bỏ nơi đây và không bao giờ gặp mặt cô Nhung nữa. Hay lắm, tôi không ngờ cậu là người khá hơn tôi tưởng. Tôi xin ông cho tôi được gặp mặt cô Nhung một lần chót trước khi tôi bước chân vĩnh viễn ra khỏi nhà này. Gặp mặt lần chót? Được, tôi sẽ làm vừa lòng cậu để chứng tỏ tôi rất biết điều với kẻ bệnh hoạn. Bà ơi, bà. Dạ. Biểu Nhung ra đây coi. Nó nói nó không ra mà nó gửi thơ về vật này đó nè, ông khoai đi. Thật đáng tiếc, tôi chiều cậu mà nó không chịu ra gặp mặt cậu thì tôi biết làm cách nào hơn. Đây là những dòng đoạn tuyệt nó gửi cho cậu, còn đây là 30.000 nó xin tôi để cho cậu thuốc thang. Đây, cậu lấy tiền và trở về với số phận đã an bài. Tiền giá mua bán một mối tình trong sạch cao đẹp giản dị hơn là trao đổi một món đồ. Thế thì ở thế gian này người ta còn làm gì nữa để có một số tiền? Coi kìa, tại sao lại cậu lại quăng một số tiền mà cậu không thể có? Đây, cậu hãy đọc để hiểu rõ hơn chứ. Anh Lam Sinh, em có lỗi nhiều với anh, vì em là một người đàn bà, một người con hiếu thảo,
vắn tắt. Em xin anh nhận 30.000 đồng này để lo trị bệnh. Và hãy quên em. Vĩnh biệt anh, Cẩm Nhung. Nhung sắp lấy chồng, cậu mừng cho nó chứ. Mừng hay không mừng thì có nghĩa gì đâu. Vâng, tôi cũng xin vĩnh biệt với lời chúc đẹp. Đúng vậy, con gái tôi là vàng là ngọc mà, nó phải sống trong cuộc đời đầy tiền bạc gấm nhung. Ai cũng muốn cho người thương được hạnh phúc bên chồng, chứ ai nỡ đẩy nó xuống vũng bùn đói khổ. Phải, người ta chỉ mơ ước một chuyến du quy, có mấy dải xe qua rượu nồng pháo đồ, chứ không ai muốn sống với một tấm lều tranh dột nát dù bên trong có sẵn trái tim vàng. Có lẽ tôi là đứa dại ngu nên không cần người ba cần tiền, để đến bây giờ làm một người thua cuộc giữa trận giặc tình ngã gục đau thương. Ông ấy cất giữ số tiền này đi, hãy cất giữ nó để tạo thêm mảnh vốn. Ôi con đường yêu đương đã hết rồi, quá mong chỉ còn lại trong tôi mưa gió ngập tâm hồn. Vĩnh biệt. Thôi, bao nhiêu đã đủ rồi, còn gì nữa mà mưa gió ly tan. Chút xíu nữa là hư bột hư đường hết trơn hết trọi rồi. Ơ kìa chú ba, chú đi đâu về ghé đây vậy? À thì đi kiếm cơm bằng cái nghề vừa làm chủ xe, vừa làm tài xế, vừa làm lơ chứ đi đâu. Không lẽ anh bảo tôi đi dạo mát chứ cái mỏ lết và cái bộ đồ lấm lem này. Chú sao, hãy gặp mặt là chú nói giọng bất hòa không mà. Chà, lúc này tôi thấy chú đi đâu cũng đem theo đồ nghề. Sao, bộ cái chiếc xe trồng hành của chú nó hành chú dữ lắm hả? Cái điều đó là khỏi nói rồi, tiền nào của đó mà, chỉ cần trong cái bề ngoài của nó là biết liền nè. À, xin lỗi anh chị nghe, người và vật ở trên đời này quý là ở cái phần bên trong chứ bên ngoài cũng quan trọng lắm chú ơi. Ơi, không phải cái vỏ bên ngoài đâu. Chú sao? Nè, tôi nói chú đừng giận nghe. Xe chú mà mời tôi lên đi tôi còn kêu lính bắt. Kệ tôi là thằng nghèo tự lập mà anh. Anh chị đừng quên nha, của người nghèo thì dễ tốt, áo người nghèo thì dễ sạch. Chưa chắc cả chú ba. Đâu, chú thử chú so sánh giữa vợ chồng tôi và chú nè, coi ai sạch hơn ai. Coi kỹ nghe, tụi này sức toàn là dầu thơm hảo hạng không nghe. Xin lỗi anh chị nghe, tôi nói sạch là theo cái nghĩa trong sạch, chứ không phải sạch nhờ xà bông với dầu thơm đâu. Thôi, tôi không tốt tranh luận với anh chị nữa. Kìa, Nhung, làm gì mà khóc lóc đó? Nhung con vào trong để cho ba má nói chuyện với chú ba. Đi con, đi. Gì kỳ vậy? Tụi má ơi, hỏi nó cái rồi anh chị lùa tuốt nó vô trong buồng vậy? Thôi, chú ba ơi, chú ngồi xuống đây uống nước đi nè. Thôi, cảm ơn chị. Nè anh chị à, tôi nghe nói anh chị tính gả ép con Nhung cho cái thằng ông nghè, ông cống nào đó phải không? Cái đó là quyền của anh hai chú à, chứ tôi không có biết cái gì hết trơn hết trọi á. Coi chú đến thật là may, lát nữa chú về nhớ nhắc tôi gửi 30.000 đồng cho thằng Lâm Sinh nha. Ý, anh nói sao? Anh mà cho tiền thằng họa sĩ Lâm Sinh à? Tôi với anh chú tính cho nó 30.000 để nó trị bệnh đó. Chú coi kìa, tôi đếm sẵn tôi chờ nó đó. Ta không ngờ thở nào mà sửa được cái máy tính lời tính lỗ trong bụng của anh chị. Vậy mà tôi tưởng anh chị không thương nó chứ. Thương chứ không thương. Con đến. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Ê nè con, chú của con đó con. Bonjour đi con. Bonjour chú. Chú. Chào cậu.
Như thế nghĩa là bà, rót nước cho chú bà nó uống đi bà. Con uống rượu gì? Dạ, merci papa. Con mới vừa uống với mấy người bạn rồi papa. À thôi con ngồi xuống đây đi con. Dạ con có mấy người bạn đang chờ con ở ngoài xe. À, hơn nữa là con có hẹn với một họa sĩ để đặt mấy bức họa đẹp dành trang hoàng phòng tân hôn cho chúng con. À, nhân tiện đi ngang đây con ghé thăm papa và mama giây lát. Con thích chơi tranh lắm phải không? Dạ. Thôi được rồi, đừng vẽ tốn tiền lắm. Ba có bức tranh ở trong kìa. Ở người ta in đó con, chứ không phải vẽ đâu, in đẹp lắm. Chàng nhái kiển tiên vẽ nhái đẹp lắm. Ông xấu kỳ ghê à. Con à, nếu con bận việc thì con cứ đi đi nha. Rồi chiều con trở lại đây ở chơi lâu lâu một chút nghe con. Dạ, thôi. Au revoir, papa. Au revoir, mama. Au revoir. Thôi, đừng rồi qua rồi lui với tôi làm chi cho nó mất công. Thôi được rồi, con hãy về đi con. Chú con nó khó tánh lắm. Phật vì đáp. Ê, mày nói gì đó mày? Ê, mày chửi tao, mày chửi không? Cái gì? Chú sao kỳ, người ta nói đáp mà chú nói chửi gì? Nó nói cái gì đáp? Để tôi cho nó cái mỏ lết cho nó ngáp rồi. Ôi, cái đồ mất dạy. Sao mới gặp ta nói ta mất dạy? Kỳ cục. Tôi kỳ hay là anh quá gở? Tôi hỏi anh vậy chứ tại sao anh lại giả vờ nhân đạo? Anh nói cho tiền thằng Sinh rồi anh lại hứa đá cho thằng kia. Còn dùng nó ưng đâu thì tôi tác hợp. Chớ có gì đâu chú lại cự ngẩn lôi thôi. Chú ba, hãy chọn rể là tôi phải lựa chỗ cao sang. Chớ điên dậy gì mà vớ phải cái thứ lang bang. Chị hai à, chuyện hôn nhân thì phải tâm đầu ý hợp. Mình gả hay bán con mà lại nuôi đến hàng sang. Chú à, mọi chuyện trên đầu tiền bạc nằm trên. Tôi biết mà anh. Nếu chú có khôn hồn, chú hãy lò ly tấm thân. Còn sao? Đừng xiên vào chuyện nhà tôi thêm rắc rối cho tôi. Phải mà, tôi biết chứ. Tôi biết anh hiện là ông chủ tiệm bát vàng nữ trang đã nghe tràng ngập vui thăm. Thì cần chi đến thằng thợ máy lang thang nghèo hèn cơ cực. Chú ba, bề nào cũng anh em hơi đâu chú đắng cay viện giận. Vậy nếu chú biết thương con Nhung thì phải lo hạnh phúc cho cháu đây. Lo sao nữa chứ? Thì chú lo cho cháu nó làm sao mà nó không đói không rách. Chú phải tạo cho cháu nó một cuộc sống nhung lụa vàng son cho nó mới phải chứ. Vàng son? Ừ. Vậy chứ hồi anh hai anh mới đi cưới chị là mấy vàng mấy son, hay cũng chỉ là cái thân nghèo khổ rách áo ôm. Ê chú ba, ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua. Chú đừng có làm thầy đòi với tôi. Cái thứ lỡ shopper, lỡ thợ máy, chạy xe hàng mướn cho người ta mà thay đời cái gì anh ơi. Thôi chú ba ơi, chú ba nó đừng có giận, giận mau già lắm. Chú nghĩ coi, ở đời mà dạng sự chỉ ư tiền. Ờ, anh chị có lý lắm nè. Chú biết vậy sao chú còn cự nữ? Mới nghe thì có lý. Đúng. Nhưng mà gẫm lại thì chẳng ra gì. Chú nói gì tôi không hiểu. Tôi nói có người ta sống bằng tiền thật, tôi cũng sống bằng tiền đấy anh à. Nhưng mà tiền ấy là do tôi làm ra. Tôi không động nó, tôi không thờ phụng nó, tôi không buôn tình bán nghĩa gì đó. À, hay là chú muốn nói nó nhân nghĩa với tôi chứ gì? Anh hai, anh còn nhớ tới hai chữ đó là anh còn khôn đó nha anh hai. Ôi, sao khôn dạy gì không biết chú ba ơi. Chứ vợ chồng tôi chỉ có cần tiền. Thôi, nói như vậy anh chị còn thua cái máy xe hơi cũ luôn. Sau khi không chú mắng vợ chồng tôi là sao? Chú nói vậy là sao? Tôi nói cái máy xe hơi cũ tuy nó uống xăng nhiều nhưng mà nó còn biết vung khoái đi đưa khách bộ hành đến nơi đến chốn. Còn hơn anh chị hả? Anh chị thì đứng một chỗ nhắm con mắt há hỏng nuốt tiền mà không biết gì lẽ phải và trách nhiệm hết á. Nè, bây giờ chú muốn xanh xử với vợ chồng tôi phải không? Ê chú Linh, tôi nói chú nghe này nha. Khoan, tôi hỏi anh chứ không phải anh hỏi tôi.
Tôi nói với anh chứ không phải anh nói với tôi. Tôi hỏi anh nè, tại làm sao mà anh tự ý anh gả con Nhung cho cái thằng Ôn Hoàng Dịch Lệ nào vậy? Vì nó là con tôi. Mà nó là con tôi thì tôi có đủ quyền gả cho bất cứ người nào. Nè, cho chú hay, công của tôi mà. Tôi sanh, tôi dưỡng, tôi ẩm, tôi bồng, tôi dạy, tôi dỗ, tôi cực, tôi khổ. Ê mày, không có nạt vợ tao nha mày. Tao còn chưa dám nạt đó nha. Anh chỉ có công sanh thật, nhưng mà chính thằng Ninh này nè, thằng Ninh này mới dạy dỗ nó nên người. Cái kỳ á. Anh nhớ hồi xưa không anh hai? Xưa sao? Khi mà anh ở tù vì cái tội buôn áp huyện lậu đó. Gia sản của anh bị tịch biên. Đó. Cái chuyện đó có quan hệ gì mà chú nhắc? Quan hệ chứ sao không anh. Khi ấy chị hai đi mua gánh bán bưng mà vẫn không nuôi con Nhung nổi. Mai nhờ có thằng Ninh dốt nát này nè, nó gian lưng đi làm mướn kiếm từng đồng từng cắt đem về lo cho con Nhung nó được ấm thân ăn học. Và chị mới yên tâm vững dạ đòi tin. Xưa quá. Tôi cực khổ năm năm chỉ vì thương anh và thương cháu. Tôi không phải là cha nhưng chính tôi đã từng ra công nuôi dạy. Bao ngày tháng cơ hàng đã tạo thâm tình tôi thương cháu như con. Và mong ngày mãn an để anh được trở về và đoàn tụ vui vẻ gia càng. Nhưng anh lại không biết ơn mà lấy tỏ lòng ngược đãi một đứa em. Cho nên thằng Ninh này mới đi học ngày mà tự lập lấy thân. Chú bà ơi, chuyện ấy quá xưa chú nhắc đi không ít lời. Hay là chú muốn nói dài dòng đặng mà kể nghĩa kể công. Nè anh à, chú bà, chú hãy ra giá đàng hoàng vợ chồng tôi đền tiền lại cho. Anh chị đừng quá rẻ khinh, tôi là hạng người tham tiền tham bạc. Tôi cần nói rõ ra đây cho sáng tỏ câu cốt nhục thâm tình. Mà tôi đã hết lòng nói cho cháu lúc nguy nan. Tôi thương cháu tôi cho nên tôi đòi được quyền can thiệp. Chớ tôi không cần gì bạc tiền cắt cổ mổ bụng của anh đâu. Nè, chú phách lối ngang tàn, có ngày trời hại chú không còn hột muối mà ăn cho biết thân nha. Rồi tới chừng đó là ai nhờ ai cái biết liền hả chú ba? Ôi, nếu rủi trời có hại thì thằng này thề cạp đất mà ăn chứ không có cần nhờ cậy tới ai đâu. Tôi biết chú ngon mà. Ngon gì anh, dầu mỡ không mà ngon gì. Chú đó nghe, chú ăn nói cái giọng đó mà làm sao hòa thuận được. Quá nghèo với quá giàu, mỡ lết với cân tiểu ly, quà sao nổi mà quà không biết nữa. Ê chú Linh, thôi còn đi học mà chú nói với tôi cái giọng này là chú biết tay tôi rồi nè. Gì à, nếu mà trở lại cái thời đó đó hả, tôi cũng không cần nói chuyện với anh hai tiếng mà. Làm cái gì kỳ vậy, già đầu hết rồi không lẽ giờ đánh lộn nhau sao? Bây giờ tôi khỏi cần nói dài dòng gì hết á, dẹp anh chị qua bên đi. Nhung à, Nhung. Dạ. Bây giờ cháu yêu thằng Lâm Sinh yêu thằng kia? Dạ. Dạ thưa chú ba, trời ơi, hồi nãy thằng Lam Sinh nó tới đây mà nó còn thèm ra gặp mặt. Bây giờ chú còn hỏi gì? Sao? Mày theo tao ha, mà theo ba mày? Dạ thưa. Chú đừng có dụ dỗ nó mắc công. Mày chê thằng Lam Sinh nghèo, mày sợ tao nuôi mày không nổi phải không mày? Hả? Chú ba ơi, cháu không bao giờ quên được những ngày hàng dĩ bên chú. Cháu không bao giờ quên những ly sữa sớm dắt xôi chiều. Cháu không bao giờ quên lời dạy dỗ của người chú thân yêu. Nhưng mà làm sao? Nhưng vì nó thương chú chứ nó không thương cái thằng nghèo kia được chứ sao? Chú ba ơi, con khổ quá chú ba. Cháu à, có phải ba má của cháu? Chú sao kỳ cục quá à?
Nó đã ưng thằng kỹ sư rồi, còn gì nữa mà chú hỏi? Thôi để tôi hỏi nó. Sao Nhung, có phải thì nó ưng là nó ưng chứ gì đâu mà chú hỏi? Ơi, gì kỳ vậy? Tôi hỏi nó chứ tôi có hỏi vợ chồng anh đâu, xía vô hoài. Đồ chó hùa. Mày nói cho dường như có ai ép uổng cháu gì đó phải không hả? Dạ thưa chú ba, sự thật là như vậy. Sự thật là cháu sắp lấy chồng. Cháu sắp thành hôn với một người mà cháu không mến, không thương, không từng nắm tay ước hẹn cuộc chung tình. Cháu phải ôm sầu tư đề trời sụp đổ, đời chỉ còn những ngày tháng lặng lẽ thương đau. Tình yêu ban đầu giờ hết đời hết mong, chẳng còn chi mơ ước nữa. Tình sẽ chết bởi màu tan áo cưới, màu hoa chúc đẹp xinh hơn là màu áo cưới của cô dâu sắp ơi. Không có cái gì mà cháu khóc. Nếu cháu không bằng lòng thì không có cha mẹ nào có quyền gả bán cháu. Nè chú ba, chú đừng có xúi con tôi nói bậy nha. Nè, con tôi là con có hiếu nghe, áo mặc không qua khỏi đầu nghe. Chú ba ơi, công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, dẫu cho trọn kiếp này cháu cũng không thể nào trả hết. Con đâu nỡ làm cha mẹ khổ sầu vì chuyện của riêng con. Hơn nữa, người con yêu đang thập tử nhất sinh, cần sự hy sinh của con để đủ tiền chữa trị. Chúng con yêu nhau vì nhiều hẹn hò mơ, đẹp như bài thơ và huyền diệu như trăng sao. Nhưng đời không là thơ là nhạc, tình bây giờ cũng không phải là sao sáng trong mơ. Thực tế phũ phàng khiến lòng con chua xót, tôi đành nhắm mắt xuôi tay theo số phận đau buồn. Được rồi, từ đây về sau nghe, mày đừng có ngó mặt cái thằng chú nghèo hèn này nữa nha. Tao về đây. Chú ba. Nhung. Nè chú ba, chú cầm tiền này chú đưa cho thợ vẽ giùm tôi chú ba. Thôi, anh chị hãy cất đi để dành mà xây nhà mồ. Nhung, tao không ngờ mày là cái thứ trọng tiền phụ nghĩa mà. Tao tiếc công tao lắm mày. Nè, nữa mà tới ngày đám giỗ ông nội mày nữa nghe, tao lo dĩa dưa dĩa muối tao cúng một mình tao à. Được rồi, chú ở nhà chú cúng dưa muối đi, tôi cúng thịt bò, thử coi ông bà ghé ai. Đó. Tao cấm. Tao cấm tất cả mọi người tới nhà tao. Tao thôi. Còn thằng Sinh nó có đau á, tao lo cho nó. Tôi về à, kiểu hết á. Chú ba. Không có chú cháu gì hết đó mày ơi. Chú ba. Trời ơi, thiệt mày hết nói rồi Sinh ơi. Chắc tao nghi mày vô bệnh viện Hồng Bàng quá. Nghỉ dễ một chút đi. Mày đừng có gắng gượng quá sức. Rủi ro có bề gì thì nguy đó. Đưa cỏ đây mày, không có vẽ nữa mày. Bây giờ mày đi nằm nghỉ một lát đi, cho nó khỏe, rồi hãy vẽ tiếp. Anh Tư, cảm ơn anh Tư đã thương và lo lắng cho tôi. Tôi biết ơn lắm. Tôi biết là tôi đang đau, nhưng... Mày không nên tự hành hạ thể xác mày và tâm hồn của mày. Tao muốn nói là mày nên... Anh muốn nói là tôi nên thế nào? Tao nghĩ là trước hết mày hãy lo cho mày, và mày cho tao biết mày có nhận tao là người bạn của mày không. Anh Tư, cần gì anh phải hỏi.
Ngoài tình bạn, em luôn xem anh như một người anh và một người thầy. Tốt lắm. Vậy thì tao khuyên mày đừng khóc tình, đừng hận tình theo cái lối tự tử mau hay là lối tự tử chậm nữa. Vấn đề quan trọng duy nhất là mày phải trị cho hết bệnh. Tôi... Không có tôi, có anh gì hết. Mày phải lo cho hết bệnh thì mày mới có thể xây dựng sự nghiệp bằng cái nghề vẽ trời, vẽ đất, vẽ mùa xuân, vẽ bông hoa của mày. Em... Sao mày không em cháu gì hết mày? Mày mà tranh luận với thằng điếc như tao thì mày hết đời chứ không hết bệnh đâu. Lam Sinh à, dù mày có im lặng thì tao cũng biết mày khổ đau, mày nghe chết trong tim. Sinh ơi, sầu thương làm ích chi, mày hãy học làm người cao thượng, trong đau khổ phải mỉm cười để xây dựng lại cuộc đời. Anh Tư, mày khỏi nói, khỏi có nguyện mình về tiếng ly tình yêu. Từ lờ tao bị điếc tai nhưng tao nghe được nhịp tim của bè bạn. Mày đừng sợ không tiền khi có lắm bạn hiền. Sự lo lắng của anh chỉ làm tôi thêm buồn. Đã không biết bao tháng qua tôi là một thằng ở trọ thiếu tiền nhà mà còn vay nợ chủ, thì nay tôi... Thôi, dẹp mày đi mày. Tao bỏ được cái tánh khách sáo là nhờ chú Ba Mò Lết nè. Mày đừng quên cái câu chí tình của chú ấy. Chỉ có những thằng nghèo, những cái thằng tự lập và bà con nghèo với nhau mới hiểu hết ý nghĩa cao đẹp của tình thương thân tương trợ. Tương trợ, hai chữ đó làm cho tôi nhớ là anh đang gặp lúc làm ăn thất bại. Sau một chuyến hùng hạp đi buôn hết giống của anh, tôi cảm thấy anh mà giúp tôi thì chẳng khác nào người đau giúp cho người bệnh vậy. Ồ, mày đừng có lo. Trời ơi, tao nát vỏ cũng còn bờ tre. Chú Ba đã hứa đỡ đầu và giúp tao sinh sống bằng cái nghề chạy xe đò. Tao đã dùng cái món tiền cuối cùng của đời tao cộng với số tiền chạy mượn bà con mua một chiếc xe đò cũ. Ê, đừng có lo, gặp xe tốt rồi Tư ơi. Chú Ba. Mới nhắc là chú đến rồi. Ôi, trời ơi, trái cây ở đâu mà nhiều quá vậy chú Ba? Hai đứa tụi bay quên là thím ba của tụi bay là người Bến Tre hay sao hả? Nè, đây nè, vừa này là cho thằng Tư nghe. Dạ, tôi. Miếng thịt này cho thằng Lâm Sinh. Dạ. Chuối này thì... Ai? Cho thằng Sinh luôn. Ủa? Còn cam quýt này thì... cho tôi... Cũng cho thằng Sinh. Ủa? À, nè nè, còn con cá này không? Cho thằng Sinh luôn. Thiệt quan ninh, cho thằng nào cũng được mà chú cho thằng nào cũng hết sạch mà chú Ba. Ê, đừng giỡn mày. Thím ba mày có dặn nghe, thịt cá thì phải để nấu cháo cho thằng Sinh đó. Chú thím thiệt cháu. Thôi mày ơi, cháu con gì mày, mày đừng có bày đặt nghe. Chuẩn bị vô số để nói chuyện cảm ơn hả mày? Gia đình tao với tụi bay mà. À, quan ninh chú Ba. Chú khác hơn người ta là cái chỗ đó. Thôi giờ để cháu xách giỏ ra sao, rồi lát nữa cháu làm chị bếp cho nó. Ê mày. Gì? Mày có biết bằng cá không mà mày đòi làm chị bếp cho nó? Chú khỏi lo. Trời ơi, cái thằng Tư Lơ trai già độc thân này mà chú, làm gì cháu cũng biết. Kể cả làm biếng cũng biết nè, mà làm rượu đế còn hay nữa. Tốt lắm. Nè, nếu mà mày có sẵn rượu đế bê ra đây. Chú hãy chờ xem, tụi cháu sẽ đãi chú một thứ rượu đặc biệt. Chờ đó nghe. Sinh à, mày biết không mày, hai nãy chuối này á là của thằng Tâm và thằng Minh đó. Tụi nó nói gửi chuối này lên cho chú Sinh, chú ăn cho chú mau hết bệnh rồi chú vẽ tranh chú tặng cho tụi con. Vậy hả chú? Nói vậy để cháu... Thôi mẹ ơi, mày đừng có ráng. Buồn vui gì thì cứ để đó đi. Tao với thím mày định ngày mai đưa mày vô nhà thương đó. Cháu... Mày nên gượng vui thì hơn nha. Mày đang bệnh đau ruột thì đừng có làm nặng rồi nó thêm cái bệnh đau tim. Con Nhung nó phụ mày chẳng qua là... Ôi thôi đi mẹ ơi, chẳng qua là thế nào thì... Mà nói ra cũng chẳng có ích gì. Chú... À đây. Chú ơi, trời ơi thôi. Rượu này mà chú uống chú mê lắm. Cắt kè nha.
cắt nhà chúa. Đây nè chú, chú nè. Ủa không? À, tốt tốt tốt. Vậy thì à, à, tao với mày á nghe à, ba ly một lượt á. Cho cháu một ly nữa chú. Ê, không được không được. Mày mà vô thì nó lột dên nó cháy máy hết á. Hãy nhìn tao nè với thằng Tư Lơ uống mừng cái xe của nó. À, mà chú tìm được mồi cái nồi gạo của cháu rồi hả? Hả chú? Phải. Rất vừa với túi tiền của mày nha. Nhưng mà Tư Lơ à. Dạ. Ngặt nổi máy và đồ đồng của nó rượu lắm nha mày. À, thôi vô. Vô vô vô, vô. Nếu mà như vậy thì cháu đâu có tiền để là mà lấy cái xe đó chú ba. Cái gì? Là máy đó. Là máy hả? À dạ. Ôi, tưởng cái gì là máy á, mày để tao. Dạ còn cái này nữa quan trọng rồi chú ba. Cái gì? Dạ còn cái vàng đồng đó rồi sao? Làm đồng á thì mày cũng để tao. Cháu nghĩ là cũng phải sơn sửa. Đúng, 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 đúng. Ôi, sơn sửa vẽ chữ chứ gì phải không? Dạ. Ôi, thì để tao luôn. Thôi, mày hãy yên tâm. Chú ba của tụi bay mà. Vậy hả chú ba? Trời ơi, chú thật là cha mẹ. Chú thật là ác à. Tụi cháu nó thiệt. Thôi, đừng có phí lời cảm ơn, cảm nghĩa mẹ ơi. Tao với tụi bay ăn ở với nhau bằng tấm lòng mà. Chú làm cháu mất trớn hết trơn. Thôi thôi thôi. Vậy thì bây giờ cháu xin phép mời chú thêm một ly nữa. Ờ, thôi thôi, thôi 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 thôi. Ủa? Thôi. Cảm ơn thằng Tư mày nha. Để bữa khác đi. Luật dầu mỡ của tao là hãy cho vô một ly cho nóng máy thôi. Bây giờ á. À, Tư Lơ. Dạ. Tao với mày nói chuyện của thằng Sinh đi. Dạ. Phần cháu thì xin chú thím đừng bận lo gì cho cháu hết. Cháu nghe bệnh cháu đã đỡ nhiều rồi. Mày nói đỡ hả? Mày nói đỡ thì tao càng phải khiêng mày vô nhà thương cho gấp. Tao là cha là chú của mày thì mày phải nghe tao chứ. Đúng. Mày với con Nhung hai đứa có duyên mà không có nợ. Thôi thì mày nên Tư Lơ. Dạ. Nên sao mày? Nên chú nói. Tao đi. Thì thợ sửa máy lấy xe tao rành. Chứ còn chuyện mà văn qua tình ấy tao bết bát lắm mày ơi. Ê, xin ơi xin, tao nói mày nghe nha. Mày nên nghĩ đến tương lai và nghề nghiệp của mày. Tao cho mày biết, Tuyết Anh đã đẹp lại là con của một nhà giáo thanh bằng trong sạch. Tao nghĩ là mày nên sao chú ba? Thì nên coi bình nó có hơi có lửa tốt không chứ. Chứ làm sao. Ê, phải vậy hơn mày xin. Dạ. Chú thiệt. Chú nhè xe hơi mà chú đem chú ra chú dạy họa sĩ để yêu thì tao là vậy đó mày ơi. Tình yêu thì cũng như chiếc xe hơi vậy à. Giống vậy hả? Xăng với lửa phải gặp nhau chứ. Dầu mỡ phải đầy đủ thì cuộc đời mới khỏi nằm đường chết máy chứ mày. Trời ơi. Chi lý quá chú ba ơi. Ôi, con mày chú rồi đó. Tao là dân thực tế mà mày. Thôi nên Tư. Mày nữa. Chưa có bắt đầu mà thôi gì mày. Mày đừng quên nghe. Cô ta thường nhịn ăn đặng dành tiền mua sách về hội họa để học đó. Ôi, ở đời thợ chánh thì cần thợ phụ, làm chồng thì cần vợ hiểu mình. Tuyết Anh á, nó rất quý con Nhung, mà nó cũng rất khó lòng đối xử với mày. Tao khuyên mày nên bình tâm mà suy nghĩ nha. Đừng dại dột đeo sầu mang hận bỏ hình bắt tống nha mày. Cháu. Thôi 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 thôi, mày lo ăn cháo thì đừng có xưng chú xưng cháu xưng gì với tao, mệt quá mày ơi. Nè thôi bây giờ để tao đi một lát rồi tao trở lại nha. Chú ba trở lại ăn cháo với tụi cháu nghe không? Ơi, mẹ ơi, tao đâu có bệnh hoạn gì đâu mà ăn cháo mẹ Tư. Nè, mày cứ lo cho thằng Sinh đi nha. Bệnh thằng Sinh mà lâu hết á, thì thằng Tâm và thằng Minh nó bắt mày phải vẽ tranh tặng tụi nó đó nghe. Nhớ chưa? Thôi, dạ nhớ. Tao đi nha. Dạ. Chú ba thật là cao quý. Sinh à, mày không có quyền phụ lòng tốt của chú ấy. Bây giờ để tao nấu cháo để cho mày ăn nghe không?
ta đã ăn và đã no rồi. Ăn mà ta ăn cay nuốt đắng. Ốc này đã ăn được bài học nhân tình. Nghệ thuật này đã no vì nét bút làm tiền. Nhưng linh hồn ta đói một bóng hình yêu mến. Cẩm Nhung, nàng là thiên nữ của trái tim khát vọng, hay nàng là hình bóng giữa đêm đen? Anh Lam Sinh. À, cô Tuyết Anh. Xin lỗi, đã phá tan những giây phút trầm tư của anh. Em đến thăm anh vì nghe chú Ba nói anh đau nặng. Cảm ơn Tuyết Anh, tôi không sao cả. Em có mua mớ trái cây này để biếu anh. Em sẽ cam cho anh ăn nhé. Không cần, mời Tuyết Anh ngồi chơi. Tôi đau quá, chắc không ăn được gì đâu. Coi kìa, thế thì tại sao anh bảo là không sao? Tôi... À, anh đã hoàn thành thật nhiều tác phẩm. Tuyệt quá. Vẽ chân dung chị Cẩm Nhung, thảo nào anh chẳng sai sưa cố gắng. Tôi phải cố gắng để được sống Tuyết Anh à. Anh nói gì em không hiểu. Vậy anh đã chết hay sao mà anh nói lạ thế? Theo em thấy thì anh đang sống. Tuy khiêm tốn về vật chất, nhưng rất đầy đủ về tinh thần. Em muốn nói anh đang sống bên cạnh một người đẹp. Tuyết Anh muốn nói đến Cẩm Nhung chăng? Vâng, Cẩm Nhung. Dù em không muốn nói, nhưng hiển nhiên người đẹp đã làm cho anh sống vẫn là Cẩm Nhung. Tuyết Anh nên nói ngược lại. Mà thôi, tôi phải tiếp tục công việc của một họa sĩ nghèo đã được thuê mướn. Anh được thuê mướn? Tôi được thuê mướn vẽ trang hoàng phòng tân hôn của... Của ai? Của người mình yêu và một chàng trai tốt phước. Sao? Anh muốn nói có phải chàng ta là... Là một kẻ có nhiều tiền nhiều của. Hắn muốn có nhiều cảnh đẹp để trang hoàng, để tô điểm cho phòng tân hôn được thêm phần áo quyền nên thơ cho họ say sưa trao nhau tình đẹp như mơ. Hắn là một gã trai tơ của lắm tiền nhiều, vẫn ai ẩn trên gấm phủ lụa điều, mong xuân tình càng thêm tươi. Anh Lam Sinh ơi, thật em chẳng hiểu những lời anh dạy đầy oán hận. Phải chăng anh đang cần tiền để lo bề cưới hỏi chị Nhung? Tôi chỉ là hàng trắng tay hèn hạ, thì nào đâu dám ước mơ cùng ai kia xây dựng mong gia đình trăm năm. Lam Sinh, anh muốn nói... Không phải tôi muốn nói, mà sự thật Nhung đã sắp là bà kỹ sư tân rồi. Em... Tuyết Anh đừng nhắc đến tên Cẩm Nhung nữa. À, xin lỗi. À, em có mua sữa hộp đây, để em đi pha sữa cho anh uống nhé. Cảm ơn Tuyết Anh, tôi chưa cần. Chưa cần hay không cần? Lam Sinh, sao anh nỡ tàn nhẫn với em? Tôi... Xin Tuyết Anh hiểu cho nỗi lòng tôi. Vâng, em hiểu lắm. Lòng anh là phòng vẽ này với ngập tràn hình vẽ của Cẩm Nhung. Qua những họa phẩm,
ít tìm thấy màu lam nhạt. Em nhận thấy dường như ý thức về màu sắc của anh đã thay đổi. Phải, tôi đã thay đổi theo trò thay đen đổi trắng của người đời. Màu lam mà tôi ưa thích đâu đắt giá bằng màu tiền, màu bạc. Em muốn nói... Tôi rất sợ giọng con gái, lời mỹ nhân, nhất là mỹ nhân con nhà giàu có. Nơi đây không phải là chỗ của Tuyết Anh. Tuyết Anh hãy về đi. Anh xua đuổi em mà. Tôi tự xua đuổi tôi đấy chứ. Tôi cấm tôi không được thân thiết với những con gái nhà giàu có nhan sắc. Anh hận đời đến độ nhìn em ra cẩm nhung chăng? Lam Sinh, anh đừng quên em là Tuyết Anh, một cô gái bất hạnh. Em không giàu đâu, em nghèo, nghèo cả hai thứ mà anh vừa nói. Mà dù em là ai, em cũng có quyền nói. Dân, nguồn dung cảm để dâng cao trước sức mạnh danh vọng và bạc tiền. Nói như thế là anh đã hạ nhục và xem thường em. Đối với em, giàu nghèo chỉ là những danh từ mà có nghĩa chẳng là tâm thanh vô đường trong trời mơ. Tình nhân thế không gây thành thơ, khi đôi bên không ngang nhau, kẻ sang cùng kẻ khó. Không bao giờ vững bền như ta. Nhưng anh ơi, bạc tiền phải đâu là Tuyết Anh. Tuyết Anh nên hiểu tình chỉ là một tên gọi đẹp của tiền, tiền là một tên gọi khác của tình. Thế thôi. Không, với em, tình là gió, là trăng, là mộng đẹp, là mùi thương từ hơi thở là cảm dung qua khuya mắt tình anh, là tất cả trong lành trong ý sống. Anh Lam Sinh, tôi Giang Tuyết Anh, tôi rất sợ nghe những lời yêu mến. Tuyết Anh hãy về đi. Em thì lúc nào cũng bị xua đuổi. Em biết trước Cẩm Nhung em chỉ là cái bóng mờ lạc lõng, không đáng được anh ban cho những gì dù là tình thương hại. Tôi gian Tuyết Anh, hãy để em gian cầu anh, hãy để em được làm một nô lệ của tình yêu, hãy để em được làm một đứa em ngây thơ khờ dại. Em
em không mong gì hơn là được anh ban cho chút tình tri kỷ. Tình của hai kẻ hiểu nhau và chung một tâm hồn. Hãy cho em làm một em gái ngoan hiền, an ủi khi anh buồn, săn sóc khi anh bệnh hoạn, và nói chuyện khi anh cười vui. Là tri kỷ, em sẽ không để anh chán đời đóng thoại. Là em gái ngoan, sẽ không để anh đợi cháu chờ con trong căn nhà hoang vắng. Có tiền là có tất cả, tôi nghèo thì tôi phải chịu cô đơn. Tuyết Anh à, hận đời chán sống mà nói vậy thôi. Anh cô đơn chỉ vì anh muốn tự đài ái linh hồn. Em xin phép được nhâm cho nhà anh bếp lửa than hồng, cho ấm lên cuộc sống, đẹp lên tình đời, sáng lên hy vọng của ngày mai. Anh ơi, nếu tình là tên gọi đẹp của tiền, và tiền là tên gọi khác của tình, thì có đâu em phải giết lòng tự ái mà đứng đây cầu luyện. Hiểu em chưa? Anh đã biết được tấm lòng yêu của em đối với anh chưa? Tuyết Anh à, trước tình yêu và cuộc đời, nghệ sĩ chỉ là những đứa trẻ thơ, những con thú dại. Chỉ cần một lần bị tên, một lần bị rẻ khinh chà đạp, một lần bị phản bội tình yêu, là niềm tin bay mất, tinh hồn nhiên bị giết chết bởi lừa lóc đôi tay. Tôi đã yêu bằng tiếng nói trái tim, nhưng bị người ta đem tiền ra xua đuổi. Thôi thì tôi xin làm dài, mang trái tim đau mà đọc thoại, mà yêu lấy khổ đau cùng gió lành để trắng sâu. Không, dù anh có nói thế nào, em cũng nhất định ở lại đây săn sóc cho anh. À, thôi để em ra sau dọn dẹp và lo nấu cháo cho anh nha. Đừng, Tuyết Anh. Tuyết Anh. Cẩm Nhung, cô còn đến đây để làm gì nữa? Em đến đây để chứng kiến chỗ của em đã có người thay thế. Cô đã phụ tôi, sao còn nói ghen với Tuyết Anh? Tôi được cô yêu nhiều đến thế sao? Anh cho là em không có quyền nói như vậy sao? Tôi đâu dám cho kẻ có rất nhiều quyền như cô là không có quyền. Anh Lam Sinh, anh yêu nguyền rủa em thật nhiều đi. Hay chửi hay mắng em là vương bạc bèo. Lòng tình duyên mới vừa hướng vàng, nhưng anh hãy dành chút lòng thương hại. Nghe thấy lời em mất tiếng vang,
khóc cho khô muộn cảm cũ. Để rồi cô nhẹ bước sang ngang, hãy khóc nữa đi dù giả dối, như người theo khóc cổ xe tan. Lam Sinh ơi, em đến đây với cõi lòng tan nát, cố thu vào tim từng hơi thở lạnh của anh. Người em nữa đi cho tâm hồn lắng xuống, mà thương xót đời em lạnh lùng như một túi tàn thu. Gió đùa lá chết mà ở bên sông sương đông mờ vắng phủ, như cô dần lối đi của một cách sang đò. Thôi cô hãy trở về đường quang đản, đào nở bên sông kết nhụy vàng. Ôi những mảnh tình tan vỡ ấy, qua đào cô. Cái lạnh của người trong chăn ấm đâu bằng cái lạnh của một kẻ lầm lũi bước trong mưa. Vậy thì thôi, cô hãy về đi. Anh Lam Sinh, anh hãy tin, em yêu anh bằng một tình yêu trong trắng, nhưng tình yêu kia bất lực trước mẹ cha. Em thiếu kiên gan nghị lực vì em là cô gái nặng hiếu tân, một cánh chim giữa trời đêm mưa bão. Tôi quan trọ ân tình không kính cửa, em còn gì nữa nói yêu anh. Nhưng trước khi đôi ta rẽ bước, anh hãy dành cho em niềm thương trắng sao cùng. Cầu anh, xin anh hãy nhận nơi đây tất cả tấm lòng thành, lấy số tiền nhỏ mọn này đi chữa trị và tiêu dùng trong lúc bình nguy. Lam Sinh, anh hãy nhận giùm em. Lấy tiền? Cô còn mang nó đến đây để sỉ nhục tôi nữa à? Không, tôi không ngờ, tôi không ngờ cô là một kẻ mặt chay mày đa,
dám dùng tiền để hối lộ tình. Không, không phải như vậy đâu. Cô hãy đem nó về đi. Đem về đi mà mua lúa trái đường, cho gốc ngọc đừng ô lên bụi cát. Anh Lam Sinh, xin cô tha cho tôi. Cô ơi, đối với tôi khi tình yêu đã hết nghĩa thì tiền của cô là rác bẩn công thường. Nó chỉ làm cho tôi thêm xót tôi đau lòng. Cô phải chăng cô muốn bỏ tiền ra để mà mua lấy sự bình yên? Cô phải chăng cô muốn tôi cầm bán cho cô sự hận quan trách phiền, để cho cô được yên tâm mà sang ngang rẽ bước và quay lưng đối bạn thay tình? Anh Lâm Sinh, anh tàn nhẫn lắm. Anh không chịu hiểu cho em. Anh có biết đâu, em không muốn sống nữa, em chỉ muốn chết mà thôi. Cô chết à? Cô ơi, cô chết mà chi cho buồn lấy đến người chồng tương lai xứng đáng. Cô chết mà chi cho phí bỏ một cuộc đời nhung lụa vàng son. Cô hãy vui vẻ mà cùng ông kỹ sư xây đắp mỏng vàng, mặc cho ai một mình tuổi nghẹn, mặc cho ai một mình khóc nhớ thương mong. Con người khi đã phản bội trái tim thì ai cũng có lý do để mà dâng tình phụ nghĩa. Dân cô đang thương chứ không đáng bị người đời nguyền rủa. Vậy cô hãy vui lên để cất bước theo chồng. Ngày đó chính tôi sẽ chúc cho cô được nhiều hạnh phúc. Chính tôi sẽ trang hoàng phòng tân hôn của đôi vợ chồng son trẻ bằng những bức tranh buồn tô màu máu tim tôi. Kìa, Cẩm Nhung, tại sao em đến đây mà không cho anh biết? Tại sao tôi lại phải cho anh biết? Tôi có quyền tự do của tôi mà. Khoan, em hãy chờ anh. Anh không biết đường về sao? Tôi cần về một mình. Rõ ràng là hai người. Anh Lơ về đó hả? May quá, nhờ anh tiếp ông đây giùm tôi. Tôi đi nằm một lát. Dạ. Xin ông tha lỗi. Con người bất lịch sự. Trời. Cậu tôi đau à, nghe không? Ông cứ việc nhận mấy bức họa rồi trả tiền mướn vẽ cho tôi. Chứ gì mà ông thắc mắc? Chẳng những tôi thắc mắc mà tôi còn tức giận nữa kìa. Gì tức? Tại sao ở đây có hình vị hôn thê tôi nhiều như vậy? Trời, hỏi câu nghe dư quá. Dương cây số mấy? Thì cậu tôi vẽ như vậy. Tôi đã bị xúc phạm nên tôi nhất định chỉ trả 50% tiền thù lao mà tôi đặt vẽ một bức tranh để bồ công nàng ngồi làm mẫu bao ngày. Ông đừng ghen rồi nói càng nói ẩu. Phần nhiều cậu tôi vẽ bằng trí nhớ mà thôi. Nói vậy cậu anh còn nợ tôi nhiều hơn. Nợ gì? Một món nợ danh dự khó dung tha. Thôi ông ơi, ông hãy trả tiền đây, đừng bớt lên bớt xuống như một trò hề. Tôi không bớt mà tôi đòi nợ cậu anh. Đã có tôi đây, tôi nghe đó đầu đuôi. Cậu đã chịu giá thì phải trả giá đàng hoàng. Người ta đã nghèo mà lại thêm đau yếu. Cậu đừng giở trò sao ta lừa mình. Nè nè, tôi nể chú là chú vợ tương lai.
chú đừng bừa bãi dùng tiếng lưu manh nghe chưa. Ôi, tôi là thằng thợ máy cho nên không có biết nói văn qua. Ai sang tôi nói sang, mà ai hèn tôi nói hèn à. Ăn nhậu gì mà chú binh vực người dân. Nè, tôi cấm cậu à. Tôi cấm cậu dùng hai tiếng ăn nhậu đó đối với tôi. Chú... Ai là chú của cậu? Thì tôi là... Cậu là ai? Cậu là hạng người nào mà cậu định cướp công của một quả sĩ nghèo? Cười cái gì? Cười cái miệng. Chú đừng can thiệp. Tôi có lý do thầm kín riêng tư của tôi. Riêng hay chung gì thì mặc kệ cậu. Người lương thiện thì đừng bao giờ cướp công của kẻ khác. Hey, hey. Nè, tôi cho ông biết, ông đừng quên. Thằng họa sĩ đau yếu dễ mướn cho ông là cái thằng đã vì ông mà mất người yêu. Xin ông đừng ăn cướp của nó thêm lần thứ hai. Thôi, mấy người im đi. Gì? Mấy người nào? Mấy người nào hả mày? Ai? Cậu là kỹ sư thiệt hay là kỹ sư đào mỏ vậy? Nè nè, tôi cấm chú. Gì? Cấm hả? Cậu định cưới cháu tôi mà cậu hèn hạ hỗn láo với tôi thì cậu có chừng rồi nha. Ha? Chú làm gì vậy? Làm thợ máy chứ làm gì mày? Đụng một chút là chú khoe mỏ lết chứ xưng là thợ máy. Còn tôi nè, nói cho chú biết, tôi là bù lon thứ bự nè nghe chú. Chú dặn không nổi đâu. Dặn không nổi hả? Ơi, dặn không nổi thì tao lấy đục sắt tao đục cái văng đầu nó chứ gì. Chú làm gì vậy? Đánh nè, tao dạy cho mày một bài học. Đi, bước ra khỏi nhà này lập tức. Đi. Chú đi mày nữa. Đi. Tôi nhịn á. Ông nhịn rồi mày làm gì tao? Sao? Tôi làm gì? Tôi nhịn nữa đó. Trời, lãng nhấp. Nếu không thì mấy người biết tay tôi. Làm như tụi này cùi. Nè, tôi đi. Rồi đây các người sẽ biết tay tôi. Chờ xem. Xin kính từ cái sự tân một lần nữa xin chúc đôi tân nhân được trăm năm hạnh phúc. Dạ chào bà, chào cô. Chào ông, chào bà, chúc mừng hạnh phúc. Chị Nhung à, tôi em cũng xin phép nha. Khoan, trước anh, chị có câu chuyện muốn nói riêng với em. Dân, xin lỗi anh kỹ sư nha. Anh vào trong ngã lưng một chút. Tụi con cứ việc tâm tình cho tới sáng nha. Trăm năm chỉ có một lần vui. Thôi mình vô trong con. Trước anh, chị không ngờ em là một người bạn tốt, đã cho chị hay biết một sự thật quá đau buồn. Thật ra em cũng không ngờ chồng chị lại là kỹ sư tơ. Cảm ơn em đã cho chị hay dù đã quá muộn. Đáng lẽ em không nên cho chị biết, trong khi chị không làm sao tìm được một lối thoát khác hơn. Nhưng chị ơi, chị hãy tin ở khả năng hoán cải của chị. Em tin chị sẽ chế phục được Tân và có thừa tài đức xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuyết Anh, đừng cho má thân phai hồng, đừng cho dáng vợ tơ đồng. Chị ơi, đêm qua mưa gió đầy trời, trong hồn chỉ có một người.
sáng sông. Cô Cẩm Nhung kìa, anh Tư. Có ai không? Không có ai hết. Thằng Lâm Sinh nó nhờ anh đến đây để tặng em quà tân hôn này nè. Tặng quà cho em mà. Anh Tư à, anh Lâm Sinh anh đỡ nhiều chứ anh? Nói để em mừng, chắc chừng ba bữa nữa nó vô nhà thương rồi. Nên nó nhờ anh nói lại với em, cuộc đời người con gái có chồng là một bức họa đóng khung, không vẽ khác được mà cũng không tô điểm gì thêm được. Cảm ơn. Có lẽ là Lam Sinh có ý khuyên chị nên vui với hạnh phúc và bằng lòng với số phận. Số phận? Số phận chỉ tại mình tự chọn. Thôi, anh không tiện ở lại, anh xin cứu hai em nhé. Khoan, anh Tư, em nhờ anh nói lại. Nói gì? Mà thôi. Ủa kìa, Em không có quyền nói gì nữa hết. Phần anh á, thì anh cũng chúc em được trăm năm hạnh phúc. Thôi anh về. Anh Tư. Hả? Chuyện gì nữa đó em? Em mời anh uống với em chung rượu. Cảm ơn em. Đây là một đám cưới có nhiều nước mắt. Rồi chai nước mắt rồi, để anh chùi nước mắt. Thì rượu thịt làm gì cho thêm cay đắng em. Thôi anh đi à. Tranh của thằng họa sĩ Lam Sinh. Hình ảnh con người tàn tạ bên cạnh bình hoa chỉ độc nhất một cánh hoa hồng héo rũ. Cẩm Nhung, em không được quyền nhận nó. Nhận hay không là quyền của tôi, anh hãy trao nó lại cho tôi. Không, nó là vật đang bị chà đạp dưới chân. Anh Tân, anh đã quá khinh người và coi thường tự do của tôi. Không có tự do trước một sự chửi rủa, em không có quyền chống lại anh. Em hãy tự giả trước anh rồi trở vào phòng tân hôn. Tân hôn? Chị. Em. Thôi, anh cầu hòa với em đó. Anh Tân, nếu anh xúc phạm đến Lam Sinh thì giữa tôi và anh luôn có sự bất hòa. Anh Tân, tôi tưởng anh nên tỏ ra là một người chồng quân tử và văn minh. Tôi... Được rồi, mặt hai người đứng đó mà tâm tình nuối tiếc. Chị Cẩm Nhung, dù hoàn cảnh có ngang trái, định mệnh có tàn nhẫn đến đâu, em tưởng chị cũng không nên sống qua đêm vui nhất của đời mình bằng nước mắt. Thôi, em phải về đây. Tuyết Anh, trong giờ phút này em đừng bỏ chị ở lại một mình. Không, Cẩm Nhung sẽ không một mình. Tân Lang đang chờ Cẩm Nhung trong phòng quá chút. Phòng quá chút hay mồ quán lành? Tân Lan hay đau phủ đang chờ phá hủy vườn xuân của một trinh nữ đang nửa tỉnh nửa say trong giấc mơ kỳ diệu. Chị Cẩm Nhung, em khuyên chị nên gượng vui mà bằng lòng với số phận. Đời đã không may duyên đã thôi thì chỉ chẳng nên tự làm cho đời qua thêm tàn rũ thê lương bằng dư lệ thương sâu. Đã lỡ sang ngang là chỉ phải bỏ lại sau lưng bên như lưng cuộn đồ. Duyên chẳng thành tình không trọn thì xin hãy đổi lại là nghĩa phu nhân. Chị hãy yên tâm, Lam Sinh tuy có hận gì bị phụ, khổ vì nghèo, nhưng chàng có hơn một đứa
Cảm ơn Tước Anh đã nghĩ nhiều đến tôi. Lỗi là tại tôi không biết lựa chọn. Khổ là tại tôi không biết cách phá vỡ ngục tù và xiềng xích vô hình. Em nghĩ là chưa quá muộn để cho Cẩm Nhung... Đã quá muộn rồi. Hơn nữa tôi nghĩ Tước Anh sẽ thay tôi mà. Chị Cẩm Nhung, em... Âu đó cũng là duyên nợ. Thôi bây giờ tôi không dám cầm giữ Tước Anh thêm nữa. Lưu luyến đến đâu rồi cũng phải chia tay. Thôi, em về đây. Em cầu chúc. Hãy dành hai tiếng đó cho tôi nói. Tôi cầu chúc. Không, chị Cẩm Nhung, em về đây. Tước Anh. Nhung à, Nhung à, con vào trong đi, đừng để chồng con nó giận. Chú Ba. Chú Ba, sao chú Ba về trễ quá vậy chú Ba? Chú về trễ làm cho tôi và chị chú lo mất ăn mất ngủ à. Phải mà, anh và chị không yên giấc vì lo sợ có ngày tôi ra khỏi tù á. Nhưng mà anh chị đừng có lo, trong mình của tôi còn mang dòng máu của cha mẹ để lại nè. Không bao giờ tôi làm một việc vô nhân đạo như anh và chị đã làm với tôi đâu. Đây nè, chú hãy uống ly rượu này cho ấm bụng đi, rồi bày trẻ nó dọn cơm cho thằng ăn. Uống rượu à? Rượu lạnh của một tiệc cưới đã tàn, cơm thừa của các ông khách quý. Thôi, thôi anh à, lòng của tôi đang nóng đây nè. Anh chị đừng cho tôi sai, e rượu sẽ thay mặt tôi mà bất kể tình huynh đệ thì không tốt đâu anh à. Trời, chú Ba, sao mình mày của chú Ba bầm đen như vậy nè? Mày hỏi ba mày và chồng mày thì biết. Chú ơi, chú, có lẽ nào? Hãy cười lên đi cháu. Cười theo sự vừa lòng của ba cháu và chồng cháu. Chú đừng... Mà không, tôi đã lầm. Có lẽ anh chị chưa vừa lòng khi thấy tôi còn sống. Vậy thì cháu Nhung, cháu hãy khóc đi. Khóc theo sự tức tối của ba cháu đi. Chú nói hoang cho tôi. Tôi mà không thương chú mà cho trời đất mà thôi thôi anh ơi, trời đất đã một lần chứng kiến cho tôi đi vào hang, chứng cho anh và rể anh mừng linh tra khảo một đứa em gần nửa đời người. Mây tóc đã qua sương, tôi mới học được một bài học để huynh tôi tức tôi. Tại sao tôi không nát thay trong cửa ngục để cho anh được thỏa mãn cười vui mà an hưởng cảnh sang giàu. Tôi nào có tiếc gì tấm thân đang rách rưới nỗi ơi. Anh đừng thề, đừng thốt, đừng gọi đất kêu trời để che để tấm lòng anh. Tôi biết anh nhìn tiền to hơn nhân nghĩa, trọng danh người hơn cả thân anh, cho nên anh mới bức ruột bỏ ra để mà phượng thờ một ông. Ai biểu chú khi không giác ngõ lên đánh người ta làm chi? Nằm khám có 10 bữa thì ăn thua gì. Thôi nghỉ đi rồi ăn cơm chú. Đau khúc
nhục đang tào ra cửa miệng thì còn nuốt làm sao vô. Cây tư còm thừa cá cằn của một người anh bạc giống tình. Anh ơi xin anh đừng nhét vào tay tôi những tiếng hiền lành. Tôi muốn la lên cho thiệt lớn để mọi người biết rằng anh là một lông anh đích đáng giam công sống mộ thằng là em trai nghèo hèn mà mình đã mang nhiều ăn nghề trước một chú rể sang giàu từ trên trời vừa rớt ta xuống trần gian. Chú ba, cho xin chú ba thương cháu mà đừng làm cho xào xáo gia căng. Cháu đau khổ lắm chú ba. Gì mà đau khổ? Bà cấm còn nói gì thế? Vô trong đi. Cấm mà, anh cấm mà. Không cần phải nói tới chữ cấm, tôi cũng biết anh có đủ quyền mua rể bán con và bôi xóa tình huynh đệ. Mười ngày qua anh đã mướn người ta nhốt tôi vào trong khám tối, để ngoài này anh tấn bừng bài tiệc để đãi bạn cao sang. Giọng cười tiếng nói pha vàng nghe chi tiếng khóc âm thầm trong ném tiền qua cửa lầu cao. Anh đâu cần biết đến thằng em nghèo hèn. Ai biểu chú lỗ mãn ngang tàn chi rồi bây giờ còn dở giọng có gai có ngạnh? Tôi nói thẳng cho anh biết chứ không phải tôi sợ đâu mà nói móc con béo. Nè, tôi cho anh biết nha, tôi không ngán anh mà cũng không ngán cái thằng đó. Cho bộ nó ngán chú à? Anh đừng có làm bách. Nó mà còn nghinh tôi hả? Thì tôi cho nó cái mỏ lết lên đầu cho nó biết. Nhung ơi, Nhung à, em làm gì lục lục ngoài đó hoài vậy? Ơ kìa, chú. Cho chứ không phải chú mày. Chú lại nóng tánh nữa rồi. Tôi tưởng 10 bữa trong ấy đã làm cho chú đổi tánh rồi chứ. Ê, tao chẻ đầu mày ra chứ đổi tánh gì mày hả? Tao cho mày biết, nếu tao không bị ở tù thì cháu tao không bao giờ rơi vào tay một tên bất lương như mày đâu nha. Chú ba còn lại chú mà. Vậy chú muốn làm gì đây? Tôi muốn ở tù với cái thằng rể ruột thịt của anh này, được không? Thôi, tụi bay vô trong hết đi, để bà đối phó với nó. Đi đi con. Ê chú Ninh, chú nói đi đi nè, từ đây về sau à, tôi cấm chú không được bước chân đến nhà tôi nữa. Anh hai, tôi cấm chú xúc phạm thằng rể quý của tôi, thằng rể kỹ sư trí thức của tôi là hạng cao sang. Chú muốn gì? Chú là cái thằng nghèo mạt rẹp mà. Chú về đi, kể từ hôm nay tôi từ chú. Anh hai. Chú ba. Anh hai. Chú ba. Cháu. Chú ba. Cháu. Chú nghèo lắm. Ba cháu đã từ chú rồi. Chú ba. Cháu. Cho tiền
rơi đi những nhiều phần, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ dáng, người tôi yêu chỉ cần tương lai. Mãi về sau nước mắt có càng, khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người thương. Để xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm. Đem cho em giây phút mặn nồng, cô. Vâng, mời hai cô ngồi. Chẳng hay cô đây là em thứ mấy của anh Tân? Ủa, sao cô biết tôi là em của anh Tân? Nhờ anh ấy giới thiệu và có cho chúng tôi coi hình cô trong bóp của anh. Vậy à, coi cô ta giống hắn quá ha Ngọc. Ồ, giống quá ha mày. À, cô là em thứ mấy của anh Tân vậy cô? Dạ thứ hai. Ủa, sao hắn thứ hai mà cô cũng thứ hai? Dạ tôi nói thứ hai là thứ 12 đó cô. Ồ, phục quá. Không ngờ hắn đông anh em quá ha Hương. Ờ, đông thiệt à. Ừ, đông thiệt mày ha. À, cô à, Tân có nói chừng nào về không? Dạ không. Anh chàng này đáng phạt một bản van quay ngược lắm. Hẹn với người ta mà không nhớ giờ khác gì hết á. Ê, ta với mày vô phòng hắn đợi hắn đi Hương. Đi, đi, đi. Khoan, hai cô không được quyền vào trong ấy. Coi kìa, sao cô lại có vẻ hằng học như thế? Tôi hằng học vì đây là phòng riêng của Tân, hai cô không được quyền vào trong ấy. Em gái của kỹ sư nhảy đầm mà cũng có quyền giữ ha. Im đi. Các cô hãy nuốt lại lập tức những tiếng cười vô lễ ấy và hãy mau mau bước ra khỏi nhà tôi. Xin lỗi cô đừng quên, cô đã đuổi những người mà ông kỹ sư đã trịnh trọng mời đến với một tâm tình. Đúng, cô dám nói với tôi như thế à? Tôi dám nói như thế và cũng dám ở đây chờ Tân về để nghe Tân giới thiệu cô là em gái thêm một lần nữa. Hãy câm miệng cô lại và mời cô ra khỏi nhà tôi. Nếu tôi ở đây và không câm miệng. Cũng may cho hai cô là gặp phải một người vợ đã chán, đã khinh, đã thù ghét chồng mình như thù ghét một tên Sở Khanh hèn hạ. Chứ nếu không thì tôi sẽ nhổ hết tóc của các cô. Hả? Cho các cô biết tôi là ai. À, thì ra là bà kỹ sư đó mày ơi. Xin lỗi, tóc tôi nhiều lắm, bà nhổ không hết đâu. Mà này thưa bà kỹ sư, bà biết chúng tôi là hạng người nào không mà bà dám nói cái giọng lớn lối như vậy? Biết chứ, chính tư cách và ngôn ngữ của các cô đã cho tôi biết các cô thuộc là hạng người nào. Biết thì lẽ ra cô phải hiểu trong xã hội này hạng người nào dám nhổ tóc và lột da hạng người nào chứ. Tôi... Chúng tôi xin giới thiệu thêm cho bà biết, chúng tôi là những đứa gian man cả trời. Xin bà đừng ham đánh mà làm tôi chết tôi cười. Có gì là cao sang khi có chồng kỹ sư trác bán ăn chơi. Các cô hãy câm miệng, đừng giả vờ thêm chuyện. Chồng của tôi thì tôi lo, ai hỏi mà các cô khai chứ. Chúng tôi đây thích thì nói cho sức mồm, một khi cục ngưng ai lại cũng im lời. Là hạng cao sang sao bà cao thân cho tên Sở Khanh. Bà khôn thì bà hãy liệu giữ thân bà nguyên vẹn, có chừng nay mai chồng bà dám bán cả bà luôn à. Thôi cô im đi.
Tôi không im. Người ta cấm mình nói thì mình nghe nhạc em. Nhảy đầm. Nhảy đầm. Chuyện gì giận hờn vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Thì chuyện em ruột ghen với bạn gái của anh mình. Xin quý tiên nương tha tội vọng ngữ cho kẻ phàm phu tục tử này. Cô Nhung, tôi ân hận báo cho cô biết rằng ngay từ bây giờ nhà này đã thuộc về chủ mới. Sao? Anh bảo sao? Tôi bảo cô nên sửa soạn rời bỏ căn nhà này là vừa. Ngọc. Dạ. Hương. Dạ. Hãy vào đại thế giới chờ anh. Anh nè, anh nhớ mau mau đến với tụi em nghe không? Ê, đi Hương, chào bà kỹ sư. Nè, đến sớm sớm đó nghe ông Mạnh. Tôi dọn đồ xong sẽ đến liền. Thật khốn nạn. Anh Tân, tôi hỏi anh. Khoan, cô hãy nghe tôi hỏi cô trước. Tôi muốn hỏi cô về những câu thơ này đây nè. Không anh em mất linh hồn, không anh ngày tháng lạnh lùng mây bay. Thơ cô là cả bằng chứng ngoại tình của cô rồi đó. Thôi anh đừng có làm bộ ghen tương. Anh giả vờ ghen tức để tôi không kịp giận dữ và phỉ nhổ vào bộ mặt Sở Khanh ăn cướp của anh phải không? Từ ngày cưới tôi tới bây giờ, anh chỉ biết đi tìm vui hết đêm này tới đêm khác. Lúc nào anh cũng bỏ tôi một mình, thì yêu gì tôi mà anh làm bộ ghen. Cô có yêu và nghĩ đến tôi không? Cô có yêu và nghĩ đến tôi không? Tôi không thể làm chồng một xác chết. Hoàn cảnh bắt buộc tôi phải như vậy. Anh có quyền xin ly dị, chứ anh không có quyền hành hạ tôi và phá của cha mẹ tôi. Ly dị à? Vâng, nếu cô muốn. Và tôi cũng cho cô biết, tôi cũng có tự ái của một người đàn ông. Nếu cô muốn chia tay thì đường ai nấy đi. Ngày hôm nay tôi rời khỏi nhà này, tôi không thể làm thằng chồng nạn nhân nghe cô khóc người xưa. Thật không ngờ anh là tên lường gạt. Im đi. Chỉ có vỏ bên ngoài. Anh làm nghèo cha mẹ tôi và ba hỏng đời tôi. Vì tôi lo làm ăn nên tôi thất bại, chứ đâu có phải là tôi cướp của nhà của cô đâu. Anh Tân, tôi hỏi anh, anh phải trả lời tôi. Tiền của cha mẹ tôi bán nhà đưa cho anh chưa trả lại. Vì tôi đang sạt nghiệp công việc làm ăn, cô đừng có đòi nợ khi cô là vợ. Anh làm đủ mọi cách để cho ba má tôi bán nhà đưa tiền cho anh để về để ở với anh. Rồi bây giờ anh định? Không phải định mà nhất quyết. Trước khi ra đi, tôi sẽ cho người dọn đồ để ba má và cô đến ở nhà mới. Nhà mới? Nhà mới nào? Nhà mới là nhà mướn? Rồi cô sẽ biết. Cô là vợ tôi, bổn phận cô là phải theo tôi. Khoan, anh nói nghe dễ dàng lắm. Đã đến lúc anh phải trả lời tôi mấy câu hỏi. Hỏi gì nữa? Hỏi cái gì nữa? Đời sống của tôi và cô tự nó đã là những câu trả lời rồi. Trả lời thế nào? Trả lời anh là một tên phản bội lường gạt và ăn cướp phải không? Khốn nạn! Đừng dại dột chửi những tên cướp, nghe chưa? Anh là tên sát nhân! Anh hãy giết tôi đi! Anh hãy giết tôi đi, tên ma cô hèn hả? Giang ra! Giang ra! Đừng liều mạng! Đời cô còn có gì đáng giá nữa đâu mà tôi phải giết để cướp? Tôi... Cô đừng quên, ba má cô không bao giờ muốn thấy cô dập môi bầm mặt sưng mắt đâu nha. Anh, mình chỉ là nạn nhân của mưu tính bán mua của thoái đời lường gạt, nên xa nhau là hơn cô à. Nên xa nhau là hơn cô à. Trời ơi.
thằng bất lương nó đánh con phải không? Ba, ba ơi, đời con khổ nhục quá ba ơi. Con yên lòng, ba đã cầm bán những món nữ trang cuối cùng của má con được 30.000 đem cho nó nè. Tiền bạc đâu đủ mà ba mua tình cảm của một kẻ bất lương. Con đau đớn thì ba má khổ sầu, và vì con mà phải chịu tiêu hao của cải. Lớp nào bị nó phá, lớp nào bị tiêu tùng hết vốn vì tội toa trữ đồ gian. Sự nghiệp nhà mình còn gì nữa đâu con, bị vậy mà má con sầu bệnh liên miên. Ba, con lại ba, ba hãy bỏ mặt con đơn đau trong tuổi hồ. Đừng vì con mà chịu lụy kẻ bất lương, đừng vì con mà tiền bạc phải hao mòn, để chỉ đánh đổi hạnh phúc yêu đương giả dối. Ba không thể xô con ra biển cả rồi bỏ con chìm nổi lên đinh. Nếu ba vì con thì sự nghiệp sẽ tiêu tan, và sự nghiệp ấy một năm qua đâu còn gì nữa. Ba ơi, trong sự đau thương ấy, vì ba má đã lầm tình, ba đã xô con vào nơi hố thẳm trong gai. Đến nay lỡ cười, lỡ khóc, lỡ tiếng than vàng, trong cảnh con gái có chồng mà chịu cô đơn. Vậy mới biết tơ duyên không thể mua được bằng tiền. Ba ơi, con xin ba nhớ ân hận than phiền, chính con đã cúi đầu hàng một kẻ bề trên, nên phải ân hận vào lòng cánh mộng vỡ bình. Dạ chào bác, dạ chào chị. Anh cậu Lam Sinh, còn đây là... Dạ cháu là Tư Lơ, bạn của Hùng Sinh. Ờ, tôi nhớ ra rồi. Dạ chúng tôi có hẹn trước, chẳng hay anh kỹ sư có nhà không thưa chị? Dạ, dạ có. Dạ mời hai anh ngồi uống nước, rồi em lên lầu báo tin cho nhà em hay. Dạ cảm ơn chị. Mời hai cậu cứ tự tiện. Dạ cảm ơn bác. Ê Sinh. Hả? Trông Cẩm Nhung tội nghiệp quá hả mày? Trên mặt và trong mắt nàng, trong nàng có vẻ đau khổ lắm. Thì cũng tại vì vậy nên chú ba mới nhất quyết bán cái xe đò cơm gạo để giữ lại cái nhà này. Hay nói đúng hơn là giữ bàn thờ của cha mẹ, tổ tiên. Việc quan trọng mình sắp làm, tôi sợ rằng... Gì mà mày sợ? Mình âm thầm tìm đến sang lại cái căn nhà đó là mình thương chú và những người thân của chú đó. Ai biểu Tuyết Anh và anh suối dạy tôi mà không bàn kỹ. Dù thế nào thì tụi mình cũng đã an bài sự việc đâu vào đấy rồi. Chỉ chờ cái tên kỹ sư đào mỏ đem giấy tờ xuống. Mày ký tên cái là xong à. Thôi anh ký đi. Đâu được, mày chủ động mà. Việc này tại anh với Tuyết Anh. Nếu chú ba giận tôi, hiểu lầm tôi thì tôi sẽ vẽ chân dung của anh với cái đầu trọc lóc. Giỡn mày. Bộ mày ham cạo đầu tao lắm hả? À, xin lỗi xin lỗi, xin lỗi đã để hai người chờ lâu. Đây, đây là giao kèo được thiết lập theo giá và điều kiện mà chúng ta đã trao đổi. Anh Lam Sinh, anh đọc và ký tên đi. Thế là chúng ta không còn gì để nói với nhau. Xin tạm biệt. Ô kìa, có mặt đông đủ mọi người thì càng tốt. Tôi xin báo cho mọi người được biết, kể từ bây giờ ngôi nhà này thuộc quyền sử dụng của Lam Sinh. Hả? Lam Sinh?
Mày... Tôi có việc phải đi. Chào mọi người. Khoan, thằng khốn nạn, mày không được ra khỏi nhà này. Đồ bất lương. Xin lỗi ba, một lần nữa xin lỗi ba. Ba đừng quên rằng thằng bất lương này là con rể của ba nhé. Mày... mày là cái thứ ngọn bán trời không mời người chứng chứ gốc rễ gì. Tao hỏi mày, tại sao mày tự ý sang nhượng nhà này? Tại vì con cần tiền. Tao muốn hỏi mày có quyền gì? Tại vì con đứng tên. Mày đứng tên mà tại sao tao chi tiền? Tại vì ba tin con. Tại sao tao tin mày? Tại vì ba tưởng rằng con là kỹ sư, là chủ của nhiều hãng xưởng. Đồ bất lương. Tại sao? Tại sao mày có bảo gì tao thương con tao? Tao thương mày. Thằng sạc nhân. Ba, ông ơi. Trời ba. Ông nhận xuống đi ông ơi. Ngàn cuộc. Ông ơi. Trời ba. Thật là không ngờ. Tân, tao không ngờ mày là thằng bất lương đến như vậy ha. Anh Tân, anh đã chà đạp cuộc đời tôi với tàn phá sự nghiệp của cha mẹ tôi. Anh là một thằng điếu. Anh đi bước ra khỏi nhà tôi quất mắt. Đi mau đi. Tốt thôi. Khoan, còn tiếng cuối cùng tôi chưa nói với anh. Tiếng gì? Đây. Cô, mày khốn nạn. Tao phải liều mạng với mày. Tao giết mày. Thằng anh cô. Mấy người anh ơi. Khốn nạn. Những thằng phản bội đó nó giết anh tao. Nam sinh. Dạ. Thằng Tư Lo nữa. Dạ. Tại sao tụi bay qua mặt tao để chạy đua cho tao để mà sang căn nhà này hả? Dạ. Anh khỏi phải trả lời. Thì ra đây là một lối trả thù cay độc của anh. Không phải Cẩm Nhung. Đúng. Chỉ có từng yêu nhiều và đau khổ nhiều mới hiểu được lòng nhau. Thưa chú ba. Thôi mẹ ơi, chú cháu gì nữa mày. Mày yêu nhiều thì mày có quyền hận nhiều chứ. Tao có dám trách mày gì đâu. Thưa chú ba. Ừ, dạ. Cháu. Thì tao nói để tao nói mày đá tao. Dạ thưa chú ba, sự thật thì Thôi mày im đi. Tao chỉ cần nói chuyện với thằng Lâm Sinh thôi. Dạ. Thưa chú ba. Đừng thưa bẩm gì cho tao nữa cả. Chú ba, tôi là người tệ ác. Lối trả thù đồng đúng cũng giật cho tôi cũng được hết. Tại tôi tất cả mà. Chú mắng tôi đi, chú chửi tôi đi, chú đánh tôi đi chú ba. Không, đánh chính đi, tôi chú ba. Chính tôi mới là người đáng trách. Chú ba, xin chú ba hãy đánh con đi. Chính con là nguyên nhân chính của thảm kịch này. Không, đánh tôi nè chú ba. Khốn nạn. Tôi biết anh ai đây. Trong khi tất cả đều vì tiền mà quên chú, quên cha, quên tình, quên nghĩa, quên thở hàng di, quên hồi tấm mặn và quên khi cháu sớm đi ra chiều. Xin ơi tao không ngờ lòng của mày đổi thay như trong nước quý ở điều. Tội thân tao đã bị anh ruột bỏ tù vì tội tao đã binh vực người dân. Để rồi ngày nay người dân vô tình bác nghĩa lên mặt rẻ kinh và còn ban tặng những lời bách lối nghìn ngàn thanh mùi bát tiền vật chất. Còn lại chú ba, xin chú ba đừng nhắc lại chuyện xưa. Còn tôi đã chịu nhục nhiều rồi chú ba. Chú ba, xin chú ba đừng hiểu lầm cháu. Đối cháu bạc tiền. Tao biết xin à. Tao biết bạc tiền là trên tất cả. Nó ở trên cả tình máu xương và nghĩa bạn có tư. Mày hãy nhớ mặt tao là thằng ba đinh bẩn thiếu hả. Chỉ có một trái tim nghèo nằm trong đáy ngực khô khan.
chớ không có khối ốc cần kim cương đôi trồng bằng ngọc quý, để thấy đời toàn là gấm qua nhung lụa chống đắp mọi bóng hình tàn tạ sáng sơ. Đi con, ba không còn đủ sức để nghe những lời nguyền rủa. Chú ba, chú ba, cuộc đời của cháu đã khổ nhiều rồi, cũng như cuộc đời của chú ba. Đời của tao như một cây bánh cũ rẻ tiền, lúc thì bị ăn tao nhồi, khi thì bị mày lừa đá. Xin ơi sao mày không nhớ hồi nào ai săn sóc mày như người ruột thịt, ai xuôi ngược chảy mượn từng đồng từng cắt để cho mày trị bệnh trong lúc cùng nguy. Rồi đây mày nhẫn tâm luyện tiền vào mắt bản thương đi, từng tận tình lỡ cho mày khỏi chết quán uổng, và làm cho đỡ sầu tuyết dòng nhẹ đau thương trong cảnh sống ta nghèo tiền. Chú ba, chú đã hiểu lầm cháu rồi. Tao hỏi mày nè, mày có biết tại sao tao chịu bán chiếc xe đò cưng của tao mà tao đã lấy tiền cọc rồi không? Dạ biết. Biết tại sao mày còn kêu loàn đến đây để mày giành sang ngôi nhà này hả? Dạ. À, mày có dụng ý trả thù hèn hả? Thì hãy đi lo dọn nhà tới đây mà ở đi. Tao với mày tình nghĩa chú cháu coi như chấm dứt kể từ đây. Chú... chú ba. Thôi, không có chú ba chú bốn gì hết á, tao nói một tiếng thôi, tụi bay lo gấp đi nha. Hãy để tao yên mà tao lo việc nhà của tao. Cẩm Nhung, đi mau. Dạ mau. Anh Lam Sinh, cháu lạ lắm, dường như một nửa cháu hận trách nó và một nửa cháu muốn biện hộ cho nó. Chú ba, không hiểu tại sao bỗng nhiên cháu cảm thấy không tin là anh ấy có ý định trả thù hèn hạ. Cháu thiệt, nói đi cũng cháu mà nói lại cũng cháu. Thì ra xưa nay người ta cắn nhau đau chỉ vì người ta thương nhau lắm. Biết đâu nó vẫn còn hy vọng. Thưa chú, cháu của chú ngày nay không còn xứng đáng nhận gì ở Lam Sinh, dù là tình thương hài. Cháu, xin chú đừng buồn và lo cho cháu. Cháu chỉ muốn nói bằng lòng thù hận của anh ấy chỉ là biến thể của tình yêu. Tình yêu thủy chung của cái thuở ban đầu lưu luyến. Thư tình mà rồi đấy cũng sẽ làm cho cháu thương buồn trọn kiếp. Nhớ không vui tìm không gặp hẹn không mong. Nó sẽ làm cho cô nhớ mà quên, quên mà nhớ. Nhớ những khách tình si cùng uống nước sông tương mà không hò hẹn cuộc tao phùng. Đời cháu nay đã lỡ một chuyến đò, lỡ bước sang ngang cháu xin bằng lòng với số phận. Rồi đây cháu sẽ sống một mình như cô phụ, hoặc ra đi biển biệt mà tìm quên lãng trong cõi trời mây. Tội nghiệp cho cô tôi. Con hãy tha tội cho ba. Thằng Sinh nó yêu cháu nhiều lắm, chút
tin là nó sẽ tha thứ cho cháu. Nhưng mà đã đến nước này thì mọi việc hãy để cho chú lo. Cháu và ba má cháu hãy về tá túc và sống nghèo với chú. Còn chuyện của thằng Sinh đó hả, chú khuyên cháu chứ cố chấp mà mang lấy sầu đau. Trong tình yêu cháu đối với nó có tệ bạc chi đâu. Nay bạc phần lỡ bớt cháu hãy để cho nó xây dựng lại cho cháu một mùa xuân hạnh. Cháu đã đổ qua nhiều nước mắt ra tức bao đêm dài để tôi phân biệt. Thì nay cháu có quyền ước mơ đến một thân chân tình. Phải à con, nó quân tử thì nó không có nghĩ gì đến chuyện lỡ làng của con đâu. Chú ba, tình tuổi này tôi mới hiểu thế nào là tình ruột thịt đó chú ba. Hòa thuận và biết thương chú ba là con vẫn đủ vui rồi. Về tình yêu con chỉ mong được làm tình nhân trong tâm tường, mong được nhìn hạnh phúc của người tình mà thương nhớ những kỷ niệm tua mới yêu. Tình yêu cũng như hoa đẹp chỉ nở một lần cho giây phút thiên tu, chỉ im lặng mà sắc hương hiền hiền. Con là một cánh hoa đã nở rồi trong mưa gió, làm sao mà giữ được từng ngày đẹp đã đi qua. Làm sao mà nếu thời gian để sống lại đã quá khuya rồi. Con phải lên lầu lo thu xếp đồ đạc. Con muốn rời bỏ nhà này trước khi anh ấy đến đây. Vì cũng tại bà. Phải. Tại tôi tất cả. Nếu tôi chịu làm ăn lương thiện ra sức kiếm lời lấy công đổi gạo, lấy nghĩa nhân làm gốc, lấy đảo làm người, thì ngày nay con mình nó đâu ra nông nồi. Tôi là mẹ, tôi đã xẻ thịt bánh da để sanh con ra cho nên hình nên dốc, thì cũng chính tôi làm người Tây. Đã dẫn dắt con thơ đi vào tuyệt lộ không lối quay về. Thương làm sao con gái mình nó bạc phước vô hồng. Một vợ mới yêu yêu chẳng tròn, một lần lấy chồng thì chồng chẳng ra chi. Âu cũng do tôi tham không đáy, cũng tại tâm với mắt mù đuôi. Nó khiến tôi chi tay danh vọng bạc tiền, nó dạy tôi chà đạp lên nhân tình nhân. Thôi chị ơi, chị không nên quá lo buồn. Nếu tiền là nguyên nhân làm cho chị buồn thì cũng chính tiền làm cho chị buồn khổ. Câu nói của chú mắt mỏ cay đắng. Tiền không mua được sự bình yên và hạnh phúc đâu chú ba, đó là sự thật. Sự thật mà tôi đã học được sau những đêm sầu tư thức trắng cánh dài. Người tính dài
dạy tinh khôn thì làm sao mà người thoát đi được ơi trời. Tôi đã cướp của ngàn người để một lần bị cướp, tôi làm ác một đời để một phút chịu quả tay. Làm mẹ tôi thương con tôi bao nhiêu thì tôi thâm tia bấy nhiêu bài học nhân nghĩa ân tình. Tôi hối hận là đã một lần giết chết tình con. Ma, xin ma đừng buồn, con không bao giờ dám trách phiền gì ba ma đâu. Mà thằng quả sĩ nó làm gì mà mau giàu quá vậy chú ba? Nó giàu là nhờ tiền nó bán tranh. Nghe nói sau này nhiều người mê tranh của nó dữ lắm, nhất là có một ông nhà giàu nào đó mua tranh nó vẽ với giá thật là cao. Thằng vậy mà tài quá hả chú ba? Thôi, anh chị và cháu hãy gượng vui mà tạm nán ở lại đây. Để em về em bàn với má bày trẻ lo việc thỉnh lưu hương của cha mẹ, đưa anh chị với cháu về ở bển ở với tụi em cho nó vui. Ha, anh chị đừng có buồn, mọi việc đều có em. Thiệt, đến bây giờ tôi mới biết lòng của chú ba nó thật là như biển như sông vậy. Thần mình cũng lo dọn dẹp gì đi bà. Thưa ông, thưa bà, có thư cậu Lâm xin gửi cho ông bà đây. Vậy hả, đâu để tôi đọc coi. Kính thưa hai bác, hai bác và Cẩm Nhung chắc đã hiểu lầm cháu muốn trả thù hèn hạ nên tranh mua căn nhà này. Sự thật thì do Tuyết Anh sắp đặt để không muốn mất căn nhà và muốn trao tặng chú ba, người đã luôn sống tình nghĩa và giúp cháu thoát khỏi bao cơn bệnh hiểm nghèo. Xin hai bác tha lỗi và nhận ở cháu tấm lòng thành thật. Lam Sinh. Lam Sinh. Thì ra Lam Sinh. Chà, khi tâm hồn người ta yên ổn thì thoải mái có khác không? Tao biết mà, tao biết mày chỉ trốn ra đây là để vẽ chứ đi đâu. Chú ba, mà bao giờ con giấu được chú ba chuyện gì đâu, phải không chú? À Sinh à, bây giờ tao mới hiểu và tao quý mày hơn nữa. Tao đến đây không có gì khác hơn là xin mày hãy bỏ qua cho tao. Dù cuộc sống có thế nào thì Lam Sinh cũng vẫn là Lam Sinh của chú ba mà. Vậy ha, mày biết nói như vậy thì tao mừng. Chứ có nhiều người lúc nghèo thì khác, mà khi bước lên được danh vọng gì thì họ quên hết rồi mày ơi. Họ quên bạn bè, họ quên. Con không quên, con không quên đâu chú ba. Tao biết với tao thì mày không quên, nhưng không biết con Nhung thì mày. Nhung là mối tình đầu của con, biết bao nhiêu là kỷ niệm, làm sao con không nhớ. Không chừng con còn khổ nữa chú ba. Lúc đó tao thấy mày khổ thiệt chứ không chừng gì nữa mày. Sinh ơi, tao thấy như vậy nha mày. Con Nhung nó thường nhắc tới mày, mà tao cũng biết mày còn thương nó. Chuyện chồng con của nó thì cũng đã gian dở rồi. Tao thấy mày với con Nhung cũng nên. Thôi, tao về nha mày.
Ủa, sao chú ba về vậy anh? Em đoán xem. Hỏi vậy chứ em đã nghe rồi. Theo lời chú ba thì bây giờ anh với chị Nhung nên... Nên sao đây? Đến năn nỉ Cẩm Nhung à? Coi bộ anh nóng lòng lo cho người cũ, lo cho cố nhân. Tuyết Anh thay đổi mau quá. Đừng quên người tỏ ra lo âu thương xót cho Cẩm Nhung nhiều nhất là Tuyết Anh, chứ không phải là anh đâu. Em thì có bao giờ được ai thương đâu anh. Tôi không tin trên đời có người không muốn được yêu. Có chứ. Ai? Nàng nghệ thuật. Nghệ thuật và cái đẹp không tìm, không cho ai cả. Chính con người phải tìm đến cái đẹp. Tuyết Anh. Lam Sinh, em xin chia tay cùng anh. Để... Anh rất sợ nghe hai tiếng chia tay. Sợ rồi cũng không khỏi. Em còn biết nói gì hơn. Khi làm thân con gái, lớn lên là phải lấy chồng. Thì Tuyết Anh đừng lấy chồng nữa. Tại sao em lại phải thôi lấy chồng? Tại vì anh sợ mất một tình bạn. Thì anh đã có anh Tư Lơ làm bầu bạn. Thôi, hãy để em về. Tuyết anh muốn... Anh còn muốn nói gì nữa? Anh muốn nói là anh xin cưới em. Không, không, Lam Sinh, em xin anh đừng đùa với tình yêu. Không, Tuyết Anh ơi, anh thú nhận là anh sợ mất em như sợ mất một phần thân thể. Và anh yêu em như yêu một linh hồn nhỏ trong anh đã từ lâu lên tiếng gọi ân tình. Em đừng để cho lòng anh thành bãi lạnh qua tàn. Đầy những dấu chân kỷ niệm và mổ bia ghi dấu tình xưa. Người ta đã bỏ anh chết đuối một lần giữa dòng yêu biến hận. Thì nay em không có quyền bỏ anh một mình nhớ một mình thương với hận sầu cay đắng. Có đáng gì đâu mà anh tỏ tình tiếc rẻ. Em sợ đã lỡ nhận lễ hỏi của người ta thì em biết làm sao. Đã muốn rồi anh à. Tuyết Anh ơi, người ta chỉ bỏ nhau qua xuân chứ không bao giờ yêu nhau quá muộn. Anh sẽ cướp lại em bằng tất cả sức mạnh của nghe một kẻ si tình. Chớ không như xưa cam tâm chờ kẻ khác dài xéo tim mình. Anh sẽ đánh đổi cả sự nghiệp này với hôn lễ của Tuyết Anh. Anh không dạy nữa, em chờ xem. Anh sẽ gây đau khổ để riêng mình khỏi khổ. Anh sẽ làm chia ly để riêng mình khỏi chịu cảnh chia ly. Phẫn hận âu sầu mà thêm khổ lòng em. Em tin lắm, em tin rằng anh yêu em như yêu một phần thân thể và là một linh hồn nhỏ trong anh. Nhưng anh ơi, khi anh thật yêu thì tất cả đã mất rồi. Khi cơ thể tàn tật thì mới hiểu thế nào là thiếu một cánh tay, thế nào là một cánh tay quý yêu và quyền diệu. Xin em đừng bỏ anh, Tuyết Anh. Anh đã đặt cả hồn anh vào trong bức tranh này để tặng em đây. Trễ rồi, Lam Sinh ơi.
Kìa chị, tôi xin mừng cho anh chị. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi mừng cho anh chị. Nên chảy nước mắt hồi nào mà tôi cũng không hay biết. Tôi mừng lắm, lòng tôi đang ngập tràn hạnh phúc khi thấy cô nhân mình có người bầu bạn sớm hơn. Riêng tôi đời nở thơ như hoa chiều ẩn kinh, và đẹp như cánh hồng buổi sáng vàng bạc sương đây. Cẩm Nhung. Chị Cẩm Nhung, xin dạ từ anh chị. Cẩm Nhung, Tuyết Anh chị, tôi đi nhé. Anh Lam Sinh, hôm nay là ngày cuối cùng em đến đây với anh. Tại sao là ngày cuối cùng? Tại vì em sắp lấy chồng. Sao? Tuyết Anh cũng bỏ tôi mà đi à? Em hãy bảo là anh bỏ cho em đi thì đúng hơn. Trời ơi, tôi không ngờ đời tôi bất hạnh đến như vậy. Đã một lần đau khổ vì người mộng sang ngang, rồi bây giờ buồn vì người tri kỷ theo chồng. Nếu chỉ là tri kỷ thì có gì đâu mà anh buồn. Mà tại sao Tuyết Anh lại đi lấy chồng bằng một cách bất ngờ như vậy? Tại vì ba em bắt gặp cuốn nhật ký của em viết về anh. Nhật ký mà Tuyết Anh viết gì về tôi? Em nghĩ gì, viết gì về anh? Có bao giờ anh cần biết đâu mà anh hỏi. Nhưng tôi tò mò muốn biết, xin Tuyết Anh hãy kể cho tôi nghe. Không, nếu chỉ vì tò mò thì em không nói. Tôi vì một lẽ khác nữa. Tuyết Anh, hãy kể đi. Lam Sinh, em biết rằng em thương em nhớ, biết bị bỏ quên nhưng vẫn kiên nhẫn thầm yêu trong hẹn ước mong chờ. Đêm từng đêm em tìm lại trong dư ảnh giấc mộng hờ, để tự ru mình bằng tiếng ca hạnh phúc và giấc ngủ cô đơn. Giấc ngủ mà em có thể nghe cả tiếng gió nói cùng trăng, mây thì thầm cùng núi, nhất là tiếng lá rụng ngoài sông và trăng tạc bên. Tôi không ngờ đã làm khổ Tuyết Anh một cách vô tình. Tuyết Anh ơi, đừng buồn giận tôi nghe Tuyết Anh. Em đã biết người ta càng vô tình em càng yêu say đắm, người ta càng lạnh nhạt thì em càng nghe lửa cháy trong. Người ta bỏ cuộc, tôi sống kiếp cô đơn. Nếu không, em sẽ xin hẹn kiếp sau làm hoa trinh nữ, đi khỏi tuổi thân mình là con người bằng xương bằng thịt, mà thua cái bóng một kẻ đã sang thuyền. Cảm ơn Tuyết Anh đã vì tôi mà viết nên những dòng châu ngọc. Thứ châu ngọc mà tuy chỉ gọi là ngọc đau buồn kết giãn băng tình yêu.
là một kẻ vô duyên, trời xanh bắt phải làm kẻ gây tàu, bắt phải làm người lỡ cô. Thôi thì Tuyết Anh hãy cô vui lên để đi chia tay không còn chướng bằng. Riêng tôi sẽ cố quên những kỷ niệm của một tình bạn thân giao yêu tâm đồng. Ngày thành hôn của Tuyết Anh tôi sẽ xin được làm rể phụ, để tôi có thể tưởng tượng thế nào là niềm vui hạnh phúc của trẻ theo chồng. Nam sinh, cái hạnh phúc anh tìm thì đã mất, còn hạnh phúc ở trong tầm tay anh từ lâu thì anh lại không nhìn thấy. Để bây giờ, bây giờ anh sẽ thấy em cười hạnh phúc trong một hôn lễ tuyệt vời. Xin vĩnh biệt Tuyết Anh. Cái anh tìm đã mất, cái là hạnh phúc trong tầm tay thì không thấy. Lam sinh, cái hạnh phúc anh tìm thì đã mất, còn hạnh phúc trong tầm tay thì không thấy. Để bây giờ anh sẽ thấy em cười hạnh phúc trong một hôn lễ tuyệt vời. Xin vĩnh biệt. Lần cuối